Nào còn nhớ các công thức nguyên hàm không các em? Chúng ta Thỉnh chia thoảng làm đây. bây giờ ta tổng hợp lại thì ta chia thành cái nhóm như sau nhé. Nhóm 1 là hàm hằng đúng không? Ta tách riêng cái này ra đi. Thứ nhất là nguyên hàm của dx thì bằng là x cộng c. Nguyên hàm của 0 dx thì bằng c. Cái này thì ít sử dụng thôi nhưng vẫn phải biết. Đúng không ạ? Thứ hai là đối với hàm số lũy thừa. Hàm lũy thừa thì thứ nhất là nguyên hàm của x mũ alpha thì bằng x mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 cộng với c. Và nguyên hàm của ax cộng b mũ alpha thì bằng 1 trên a nhân với lại ax cộng b mũ alpha cộng 1 chia cho alpha cộng 1 cộng c. Nhưng mà trong trường hợp này với alpha chúng ta phải khác âm 1 đúng không ạ? Thế trong trường hợp mà alpha bằng âm 1 đấy thì nó sẽ là dx trên x đúng không ạ? Thì nguyên hàm này bằng cái gì nhỉ? Nguyên hàm này bằng cái gì ạ? Lepe trị trừ được x. Lepe trị trừ của x cộng c đúng không ạ? Rồi là nguyên hàm của dx chia cho ax cộng b. Thì nó bằng 1 trên a Lepe trị trừ của ax cộng b à, cộng với c nhá. Thì đấy nó ra về hàm lũy thừa là các em có các công thức nguyên hàm cơ bản như thế. Đấy. Rồi tiếp theo là hàm số lượng giác. Hàm số lượng giác thì các em nhớ là các em học cái công thức ấy là ngược lại với công thức của đạo hàm, đúng không? Đạo hàm các em có đạo hàm của sin, cos, tan và cotan. Như vậy đối với hàm lượng giác thì có những công thức nào đây đây? Có những hàm lượng giác có những công thức nào? Cos x dx bằng sin x cộng c. Thứ nhất là nguyên hàm của cos x thì bằng sin x cộng c. Bằng sin x cộng c. Thế và nếu mà thay góc x bằng góc a x cộng b thì nó sẽ bằng 1 trên a lần sin của a x cộng b cộng c. Rồi, thứ hai là đạo hàm của cos thì bằng sin trừ sin đúng không ạ? Như vậy là nguyên hàm của sin x dx thì bằng là trừ cos x cộng c. Vậy thì nguyên hàm của sin của a x cộng b xin lỗi dx nữa nhé, các bạn bổ sung cho thầy kia ở trên này thiếu cái dx. Biểu thức dưới dấu nguyên hàm thì nó phải là một vi phân. Cái này bằng cái gì ạ? Nào mời Trang nói cho thầy nào em. Bằng gì? Bằng trừ 1 trên A. Trừ 1 trên A. Nhân cốt của A B cộng C. Lúc đầu chúng ta học có nhiều công thức thôi nhưng mà đây là những công thức quan trọng và những công thức đầu tiên mà chúng ta học nên là các em cứ thuộc công thức này thì coi như là phần nguyên hàm và tích phân là ta nhàn đi rất là nhiều. Nguyên hàm của dx trên cos bình phương x thì bằng tan x cộng c đúng không ạ? Bây giờ các em thay cái góc x ở đây bằng a cộng b thì nhân thêm 1 trên a thôi. Dx chia cho cos bình phương của a cộng b thì nó bằng 1 trên a nhân với lại tan của a cộng b cộng c. Và đối với lượng giác thì các em còn nguyên hàm của dx trên sin bình x nữa. Nguyên hàm này bằng cái gì nhỉ? Quỳnh Anh. Quỳnh Anh đâu rồi? Bên đấy. Ừ, trả lời đi. Bằng gì? Của bằng trừ cos tan x cộng c ạ. Rồi chính xác, trừ cos tan x cộng c và nguyên hàm của dx chia cho sin bình của a x cộng b ấy, thì nó sẽ bằng là gì ạ? Trừ 1 trên a nhân với cotan của a x cộng b cộng c, được chưa? Và cái nhóm cuối cùng ấy là hàm số siêu việt, tức là hàm số mũ thôi đúng không ạ? Chứ không có đạo nguyên hàm của hàm số logarit nhá. Hàm số mũ, tức là trong bảng nguyên hàm cơ bản thì không có nguyên hàm của hàm logarit, được chưa nào? Đấy. Thế thì chúng ta lưu ý một điều là chúng ta chia thành các nhóm như này này thì học công thức nó dễ, và khi bạn thuộc công thức rồi thì lúc đó bạn lắp công thức nó mới dễ được. Thì hàm số mũ thứ nhất là chúng ta có là nguyên hàm của em x dx bằng em x cộng c, mở rộng ra nguyên hàm của em a x cộng b dx thì nó sẽ bằng cái gì các em? Bằng gì nào? Nguyệt. Nguyệt mang cái dạ ra trả lời thầy.
Đúng rồi, ai biết làm việc thì trả lời thôi. À, em biết làm việc thì em trả lời thôi. Lật lật vở nghe rõ tiếng. Nhân với em mua ai cộng B và cộng thêm C đúng không nhỉ? Thế còn trong trường hợp là nguyên hàm của chúng ta có thể viết thành như này, mà mua A mua mấy cũng là được. A mua mấy cũng là. À, xin lỗi, A mua X đã trước đã. Nguyên hàm của A mua X đấy đã. Sẽ nó bằng cái gì ạ? A mua X chia cho LPA cộng C. Các em cẩn thận không? Cái này các em hay nhầm với đạo hàm nhé. Bởi vì đạo hàm nó là A mua X nhân LPA. Đúng ạ? Thì nguyên hàm nó phải là A mũ X chia LPA. Thế nguyên hàm của A mũ MX cộng N thì nó sẽ bằng 1 trên M nhân với lại A mũ MX cộng N chia cho LPA cộng với C. Được chưa nào? Thế đấy là cái bảng nguyên hàm cơ bản. Các em chia thành các nhóm như này để các em nhớ nhé. Được chưa? Cái nhóm hàm hằng ấy thì ít khi chúng ta gặp thôi, nhưng mà chúng ta cũng vẫn cứ phải nhớ công thức đấy. Được chưa? Thứ hai là hàm lũy thừa. Lũy thừa thì các em chia thành là cái số mũ bằng âm 1 và số mũ khác âm 1. Đấy. Nếu mà cái alpha nó bằng âm 1 thì cái công thức alpha cộng 1 ở dưới mẫu này nó không tồn tại được, đúng không ạ? Thế nên nó mới sinh ra trường hợp điều kiện là alpha khác âm 1, và nếu alpha bằng âm 1 thì nó sẽ thành nguyên hàm của đấy trên x. Thứ ba, nhóm thứ ba đó là nguyên hàm của hàm số lượng giác. Nhóm thứ tư đó là nguyên hàm của hàm số mũ. Thì đầu tiên các em thuộc công thức đã. Được chưa? Thì bây giờ ta xem các cái bài tập này. Thì bài tập số 1 là thầy giao các em làm, thầy chữa cho các em hết rồi đúng không? Thì cái bài tập số 1 thì các em xem lại xem có cần câu nào thầy phải nói kỹ hơn không ạ? Cái IA này là các em lấy nguyên hàm lần lượt từ trái qua phải thôi đúng không ạ? IB thì các em chia ra thức, IB, IC, ID là các em chia ra thức. Thế nên là khi mà các em học một cái hàm phân thức nhá, mà ở mẫu nó là đơn thức, thì thường là ta sẽ nghĩ chuyện là chia ra thức, tách nó ra, được chưa nào? Tách nó ra. Nào bây giờ sang bài tập số 2 thì người ta yêu cầu các em là tìm nguyên hàm của hàm số thỏa mãn điều kiện, tức là người ta yêu cầu các em là trong các cái nguyên, trong cái họ nguyên hàm ấy thì nó có rất nhiều hàm số đúng không? Đấy, trong cái họ nguyên hàm thì có rất nhiều hàm số, thì trong những hàm số đấy em tìm một cái hàm số thỏa mãn điều kiện thôi. Thế thì ở đây ấy, cái ví dụ như là IA ấy, ta xử lý như sau nhé, cái bài tập số 2 ấy, thì các em xử lý như sau này. Đầu tiên là các em tìm họ nguyên hàm đã. Đúng không? Đầu tiên là ta tìm họ nguyên hàm đã. Trước hết là ta tìm họ nguyên hàm đã, đúng nhỉ? Cái bài tập số 2. Được chưa? Đối với IA này thì ta sẽ làm đầu tiên là các bạn tìm cho thầy một cái họ nguyên hàm đã. Thế thì đầu tiên ta có như thế này. Là thứ nhất là cái họ nguyên hàm f lớn x ấy, bây giờ nó sẽ bằng là nguyên hàm của x mũ 3 trừ đi 4x cộng 5 dx. Nhớ là nguyên hàm thì nó sẽ làm tăng bậc của đa thức nhé. Vậy cái nguyên hàm này bằng cái gì nhỉ? Phượng nào? Phải là bằng x mũ 4 trên 4. X mũ 4 trên 4 trừ đi 4 x bình trên 2. Chính xác, x bình trên 2, nguyên hàm x thì bằng x bình trên 2 đúng không nhỉ? Cộng với 5x cộng với c đúng không? Thế thì bây giờ ta tìm c thôi, tức là đây là họ nguyên hàm nhé, thì nó cộng c, ở đây c có thể là hàng số bất kỳ. Thế nhưng mà trong các họ nguyên hàm này thì chỉ có duy nhất một cái hàm số thỏa mãn là f lớn tại 1 bằng 3 thôi. Thế ta xác định c thôi, f lớn tại 1 bằng 3. Vậy các em sẽ tương đương với f lớn tại 1 bằng 3 thì các em sẽ có là 1/4 trừ đi 2 cộng với 5 cộng với C, cái này phải bằng 3. Và từ đó các em tìm ra C thôi, đúng không? Ở đây các em sẽ tìm ra C là bằng âm 1/4. Như vậy cái hàm số cần tìm, hay là cái nguyên hàm cần tìm, cái này ta gọi chính xác hơn là một nguyên hàm cần tìm. Nguyên hàm cần tìm nó sẽ là gì ạ? F lớn X, bây giờ nó sẽ bằng F lớn X, bây giờ sẽ bằng là X mũ 4 trên 4 trừ 2 bình phương cộng với 5x và cộng với trừ đi 1/4. Đúng chưa? Thế thì ở đây ấy, thì cái thao tác tìm C ấy, thì nó khá là đơn giản thôi đúng không ạ? Khi mà các bạn tìm được nguyên hàm f lớn x rồi ấy, thì tìm cái C bằng cách là các em thay cái điều kiện vào thôi. Thế nên cái mục đích chính của bài 2 là các em tìm f lớn x thôi nhá. Thì bây giờ những câu sau thầy sẽ trình bày là tìm mỗi f lớn x thôi được không ạ? Được không? Hay cứ phải trình bày cả tìm C ạ? Trình bày cả f lớn x luôn ạ?
Còn cái tìm hàng số C thì thôi được không? Vâng. Được ạ. Tìm hàng số C thì trình bày mẫu một cái IA này thôi. Còn những cái ý khác thì ta làm tương tự. Bây giờ đối với IB, ý này thì nguyên hàm cơ bản rồi, đúng không? Nào, nguyên hàm của hàm số này bằng cái gì nào? Đây, IB nào, F lớn X bây giờ nó bằng gì ạ? F lớn X bây giờ nó là nguyên hàm của 3 trừ đi 5 lần cos X. Đấy, cái này thì các em lấy được nguyên hàm rồi. Nguyên hàm của 3 thì là 3X. Đúng chưa? Trừ đi 5 lần nhân với nguyên hàm của cos X. Em nhớ là chúng ta sử dụng cái tính chất của nguyên hàm ấy. Nguyên hàm của tổng hiệu thì bằng tổng hiệu các nguyên hàm. Đúng chưa? Nguyên hàm của tích một hàng số K với hàm Fx thì nó bằng K lần nguyên hàm của hàm Fx thôi. Thế nguyên hàm của cos X thì các em biết rồi. Nguyên hàm cos X thì bằng sin X cộng C. Đúng không ạ? Nào, ý C nào. Ý C thì hướng làm thế nào đây ạ? Thảo nói cho thấy ý C nào. Các bạn phải làm bài tập thì nó mới thuộc công thức được nha, và cố gắng thoát ly dần cái bản công thức ra. Nào, ý C nào, Thảo nào. Nguyên hàm là 3 trừ đi 3 trên x. Nguyên hàm ta tách thành 3 trên x thì ạ? Trừ đi 5x. Tức là ở đây các em nhìn thấy cái mẫu này nó là đơn thức này. Còn phân biệt đơn thức với đa thức không? Đơn là nó chỉ có một số hạng thôi thì gọi là đơn thức. Được chưa nào? Thì trong những trường hợp mà nguyên hàm của phân thức mà mẫu nó là đơn thức thì bao giờ các em cũng chia ra như vậy. Nào, nguyên hàm của 3 trên x thì bằng gì ạ? 3 nhân lên pe của giá trị tuyệt đối. Rồi 1 trên x thì nguyên hàm là lên pe trị tuyệt đối của x. Trừ đi 5 nguyên hàm của x thì bằng x bình trên 2 cộng. Được chưa? Nào, tiếp ý D. Ý D thì cũng tương tự như ý B thôi, đúng không? Các em sẽ nhìn thấy là mẫu là đơn thức rồi. Mẫu là đơn thức thì các em sẽ tách ra. Đúng không? Mẫu là đơn thức thì ta tách ra. F lớn X bây giờ nó bằng cái gì đây ạ? Thịnh nói cho thầy nào. Em thấy là nguyên hàm của X cộng với 1 trừ X. Em nhớ đóng mở ngoặc nó vào nhé. À. Kết quả. X là... Nguyên hàm nó bằng gì? Nguyên hàm của x mũ c trên c được không ạ? Sao là x mũ c trên c? Ở đây nó là x mũ 1 đấy. Không phải nguyên hàm của 1 là c đâu nhá. À. Đây là x mũ 1 phải không? Vâng. Ừ thì nguyên hàm của x nó bằng cái gì? Alpha bằng 1 đấy. X mũ alpha trong đó alpha bằng 1 đấy. Có thế là thì mấy cái này nhá, tôi nói bạn là nguyên hàm của dx ấy, thì bằng x cộng c, các em phải nhớ này. Thứ hai là nguyên hàm của ax a dx thì phải bằng là ax cộng c, cái này phải nhớ này. Rồi nguyên hàm của x thì nó bằng là nguyên hàm của x thì bằng x bình trên 2 đúng không? Nguyên hàm của x bình phương thì nó bằng bao nhiêu ạ? Nguyên hàm của x bình phương thì bằng x mũ 3 trên 3 cộng c đúng không? Rồi nguyên hàm của x mũ 3 thì nó bằng là x mũ 4 trên 4 cộng c đúng không ạ? Rồi là nguyên hàm của 1 trên x tức là âm 1 đấy thì nó bằng lê pe của trị tuyệt đối của x. Đúng chưa? Rồi nguyên hàm của 1 trên x bình dx thì bằng cái gì? Trừ 1 trên x cộng c. Đây là những cái mà các em hay rất hay dùng đối với hàm lũy thừa. Đúng không ạ? Những cái này nếu mà không chúng ta phải ghi nhớ tất cả những cái phần này. Đấy. Lưu ý như vậy. Đấy thì bây giờ áp dụng vào đấy xem nó bằng cái gì đây thì thầy bằng x bình trên 2 cộng với cả trị tuyệt đối lê pe trị tuyệt đối của x cộng với gì ạ? Cộng c ạ. Đúng không ạ? Được chưa? Đấy là ý đề nhá. Có khi nhiều khi chúng ta học cái công thức khó hơn thì nhớ, nhưng công thức dễ thì lại không nhớ đâu. Đấy. Nào ý e thì tương tự đúng không ạ? Ý e thì các em sẽ chia ra thức ra. Đúng nào? Minh Anh nào. Em thưa thầy là cái này là fx thì bằng F lớn x thì hàm bằng nguyên hàm của gì ạ? Đây là mẫu là đơn thức đúng không? Vâng. X trừ 1 trên x bình ạ. Rồi, x trừ đi 1 trên x bình phương bằng cái gì nào? Đọc luôn kết quả ấy hả thầy? Ừ, ghi luôn kết quả thôi. X bình trên 2
trừ 1 trên x. Trừ 1 trên x là không đúng đâu, bởi vì nguyên hàm của 1 trên x bình đã bằng trừ 1 trên x rồi, như vậy nó phải là trừ đi trừ đúng không nhỉ? Cộng 1 trên x cộng c ạ. Ừ. Đấy thì nó bằng x bình trên 2 cộng 1 trên x cộng c. Sau này bây giờ các em mới ấy, thì các em cứ từ từ thôi, chúng ta không nhẩm được đâu, nhưng mà sau này các em làm nhiều nó quen rồi thì lúc đấy tao mới nhẩm được. Được chưa? Nào ý F nào, Quỳnh Anh nói cho thầy ý tưởng làm ý F nào em. Ý F là ý tưởng làm x... đã. X căn x là x mũ 3/2 ạ. Đúng rồi, đưa cái x căn x thành x mũ 3/2. Thế còn 1 trên căn x là x mũ trừ 1/2 ạ. Đúng rồi, x mũ trừ 1/2. Như vậy cái F lớn x nó sẽ bằng nguyên hàm của x mũ 3/2 cộng với lại x mũ âm 1/2 x, đúng không? Nào Thịnh đọc đi. Thịnh đọc xem nguyên hàm này bằng cái gì. Thầy, cái đấy là x mũ 3/2 cộng 1. X mũ 3/2 cộng 1 thì là bao nhiêu? X trên tử là x mũ 5/2, lấy mẫu là cũng là 5/2. Chia cho 5/2. Cộng với cả x mũ 1/2 cộng 1 là x mũ 1/2. Chia cho x mũ 1/2. À, chia cho 1/2. Rồi, nhưng mà ban đầu cái hàm F nhỏ x ấy, nó có căn nên là cái hàm này các em không để như thế này đâu nhé. Không để dạng lũy thừa như này mà các em chuyển về dạng căn cho thầy. Chia cho 5/2 thì nó chính là 2/5 đúng không? Căn bậc 2 của x mũ 5 cộng với lại 2 lần căn bậc 2 của x cộng với c. Được chưa? X mũ 1/2 mà. Đấy. Bây giờ ý g nào. Ý g. Ý g thì ở đây các em nhìn thấy dấu hiệu như này nhá, tức là các em nhìn thấy có lượng giác nhưng đây nó lại là tích đúng không? Nếu mà tổng thì không sao. Nhớ là nguyên hàm của lượng giác trong cái bảng nguyên hàm cơ bản thì thứ nhất là cái lượng giác nó hàm lượng giác nó chỉ là hàm bậc nhất thôi. Được chưa nào? Thứ hai là góc nó cũng chỉ là hàm bậc nhất theo biến x thôi, tức là hàm lượng giác bậc nhất và góc cũng là bậc nhất theo biến x. Đúng không ạ? Và trong công thức đó nó không có tích mà chỉ có đạo hàm nguyên hàm của tổng hiệu thôi. Vậy thì với những bài toán fx có dạng như này, tức là hai hàm lượng giác nhân nhau ấy, thì cái đầu tiên người ta thường nghĩ đến đó là các em dùng công thức biến đổi từ tích thành tổng. Được chưa? Như vậy f lớn x chúng ta biến đổi nó bằng như sau. Nguyên hàm của sin 2x nhân với cos x dx. Các bạn có cần phải nhắc lại công thức lượng giác phần này không? Các bạn nhớ là cos cộng cos thì bằng 2 cos cos đúng không nhỉ? Cos trừ cos bằng trừ 2 sin sin. Đúng không? Sin cộng sin bằng 2 sin cos. Như vậy sin cộng sin bằng 2 sin cos thì sin nhân cos bằng 1/2 của sin cộng sin. Tức là bằng 1/2 lần sin cộng sin, ở đây là sin tổng cộng với sin hiệu. Em nhớ nhá, công thức này. Sin A nhân với cos B thì bằng 1/2 lần sin tổng cộng sin hiệu. Đấy, nhớ công thức đấy. Thế thì đến đây thì các em lấy được nguyên hàm cơ bản chưa? Nào cho thầy biết công thức nguyên hàm cơ bản nào. Hoa nào. Cái 1/2 nó nhân 1/2 thì đẩy ra ngoài sẵn rồi nhá, 1/2 rồi. Nào. Trừ 1/3 nhân cos 3x trừ 1/3 cos 3x trừ cộng c. Trừ đi cos x tất cả cộng với c, được chưa nào? Cộng c trong hay cộng c ngoài đều được em nhá. Nếu các em cộng c trong thì các em hiểu một điều là nó sẽ có cái c trên 2 này, thì c trên 2 này các em đặt bằng một hàng số c mới. Được chưa nào? Nên là các em nhớ là chúng ta thường là các em cộng ở bên ngoài nhá. Nào ý tiếp theo nào, ý H nào. Ý H. Nào ý H. Bây giờ hướng làm ý H này làm thế nào nào, Nguyệt? Tìm F lớn X bằng cách nào? À, chia, đúng không? Nguyên hàm của gì ạ? 3x bình phương cộng với 5 trên x bình phương đúng không nhỉ? Rồi.
Nào xem nào. Rồi nguyên hàm thứ nhất là x mũ 3, 3 nhân x mũ 3 trên 3 thì bằng x mũ 3 luôn đúng không? Trừ đi x bình phương nguyên hàm của 2x là bằng x bình. Cộng với 5 nhân với lại nguyên hàm của 1 trên x bình là trừ 1 trên x và cộng với c. Vừa đây đang ngồi ở đâu mà nói như thế nào mà nói cảm giác nó không vào mic đâu. Đấy là ý H. Nào bây giờ sang ý này khó hơn này. Ý F này khó, ý Y này khó hơn này. Đấy, bây giờ các em thấy ý Y này, mẫu bây giờ nó không phải là đơn thức nữa. Mà nó là x cộng 1 tất cả bình cơ. Đấy, nó lại là x cộng 1 tất cả bình cơ. Cái này khó hơn tí. Thế nhưng mà các em nhìn khéo thì các em thấy ngay là ở tử ấy là các em có thể tạo ra x cộng 1 mũ 3 được đúng không? Nào cái tử số các em đưa thành x cộng 1 mũ 3 và các em trừ đi 8 đúng không? Chia cho x cộng 1 tất cả bình phương. Không, nhưng mà đề có sai này. Phải là 3x bình chứ. À đúng rồi, cái này các em sửa cho đây là 3x bình nhé. Các em sửa lại. Đây là 3x bình, đúng rồi. Sửa là 3x bình. Đấy, thì đến đây các em chuyển ra thì nó sẽ thành là nguyên hàm gì? Lấy x cộng 1 mũ 3 mà chia cho x cộng 1 thì còn x cộng 1 thôi đúng không? Trừ đi 8 chia cho x cộng 1 bình phương. Thế đến đây thì ta lấy nguyên hàm được rồi, bởi vì nguyên hàm của x ấy thì nó sẽ bằng là x bình trên 2. Nguyên hàm của 1 thì là x. Thế còn cái đằng sau này làm thế nào nhỉ? Trừ đi 8 ta giữ nguyên. Cái biểu thức 8 trên x cộng 1 tất cả bình thì muốn tìm nguyên hàm của nó thì ta đưa 8 ra ngoài đúng không? Thế còn nguyên hàm của 1 trên x cộng 1 tất cả bình thì ta làm thế nào? Là x cộng 1 mũ trừ 2. Đúng rồi, ta đánh là x thì cộng 1 mũ trừ 2. Như vậy các em tìm xem nguyên hàm nó bằng bao nhiêu? Bằng 1 nhân với lại x cộng 1 mũ trừ 1 trên trừ 1. Bao nhiêu? Cái này bằng 1 nhân với lại x cộng 1 mũ trừ 1 trên trừ 1. Rồi. Nó là, thực ra nó sẽ là âm 1 mà chia cho x cộng 1 thôi. Được chưa? Có phải âm 1 trên x cộng 1 không? Thì nó là x cộng 1 mũ âm 1 chia âm 1 mà. Thì có phải là âm 1 trên trên x cộng 1 không ạ? Đấy. Được chưa nào? Thế đến đây các em có thể thu gọn lại nhá. Đấy là cái ý. Có vấn đề gì chỗ này không ạ? Cái trường hợp mà x mũ alpha thì áp dụng nó dễ rồi, nhưng mà trường hợp ax cộng b mũ alpha các em lưu ý cách làm. Trường hợp ax cộng b mũ alpha. Ý k. Ý k thì hướng làm thế nào đây? Bậc. Ý k nhìn thấy bậc 2 lượng giác. Lượng giác thì không bao giờ có chuyện nguyên hàm bậc 2 mà tính được rồi. Chắc chắn lượng giác mà bậc cao thì phải làm cái phương pháp nào đó đặc biệt. Thì bài này bậc 2 thì em hạ bậc đi là xong đúng không? Hạ bậc thì nó được cái gì Thịnh? Ta thấy được 1 trừ đi cos x trên 2. 1 trừ đi cos x tất cả chia 2 đúng không ạ? Đúng không? Nguyên hàm này bằng cái gì ạ? Tính thế nào? 1 phần 2 đưa ra ngoài đúng không? Nguyên hàm của 1 trừ đi cos x. Đấy, bây giờ tính nguyên hàm được rồi. Xong đây kết quả Thịnh. Thế là x cộng với cả trừ sin. Trừ đi sin x, nhớ là nguyên hàm của cos x thì bằng sin x nhá, cộng với c bên ngoài, được chưa nào? Thế đấy là cái bài số 2 để các em thuộc dần công thức đi nhá, các em thuộc dần đi. Tức là người ta làm bài tập sau đó các em mỗi một lần các em làm ấy, lúc đầu thì có thể các em phải dùng đến công thức các em mở ra. Nhưng mà sau đó thì các em cứ thoát ly dần ra và cuối cùng ta phải không phải dùng công thức nữa. Thế còn bây giờ mới ban đầu bạn chưa nhớ ấy, thì bạn ghi chép nó lại, mà ghi chép để thuộc thì rất đơn giản. Tôi đã chia thành các nhóm rồi đúng không? Nhóm thứ nhất hàm hằng, nhóm thứ hai hàm lũy thừa, đúng không? Nhóm thứ ba là hàm số lượng giác và nhóm thứ tư là hàm số mũ, đúng không nào?
Đấy, ta chia thành các nhóm đấy thì học nó sẽ dễ. À, bây giờ sang tiếp tục bài số 3. Bài số 3 thì chúng ta đọc nhanh các ý thôi nha. Ý số 1 là nguyên hàm nó bằng cái gì nào? Mời Yến nào. Nguyên hàm của hàm này bằng cái gì nào? Trừ 1 trên x. Trừ 1 trên x. Trừ x mũ 3 trên 3. Trừ x mũ 3 trên 3 đúng. Trừ x trên 3. Trừ x trên 3, đúng, chính xác, được rồi. Nhá. Nguyên hàm của fx dx bằng trừ 1 trên x, trừ x mũ 3 trên 3, trừ 1 phần 3 x cộng với c nữa nhá, anh Yến nhá. Vâng. Đấy, lưu ý. Nào, ý số 2 nào. Ý số 2 nào. Đây là ý 1, ý số 2 tính như nào đây ạ? Bây giờ viết cái dấu nguyên hàm nó đã đẹp chưa? Chúng ta không cần phải viết quá dài đâu, nhưng mà thường là cái dấu nguyên hàm, cái độ cao của nó là bằng 1 ly vở của chúng ta đấy. Nào, Trang nói cho thầy xem là nguyên hàm này tính thế nào em? Bằng 1 phần 2 nhân 10 mũ 2x trên lên PA 10 cộng C. À, 1 phần 2, cái này nó bằng 1 phần 2 nhân lên 10 mũ 2x chia cho lê pe của 10 cộng với c. Nhưng mà có người người ta sẽ làm kiểu như thế này, người ta biến đổi thành nguyên hàm của 100 mũ x được không, đúng không? 10 mũ 2x thì có phải 100 mũ x không ạ? Như vậy cái này bằng là 100 mũ x chia cho lê pe của 100 cộng với c, chả sao cả, đúng không? Các bạn kiểm tra xem nó có đúng không, nó vẫn như vậy thôi mà, hai cái hàm này vẫn như nhau thôi, đúng không ạ? Đấy, lưu ý thế nhá. Đối với ý số 3 nào. Ý số 3 đọc đi, đọc luôn thôi, cái ý số 3 này đọc luôn được. Nguyên hàm nó bằng cái gì ạ? Mời Phượng nào. Đây là bằng x mũ 4 trên 4. Rồi. Trừ đi 4 nhân x bình trên 2. Chính xác. Cộng với 3 nhân x trị tuyệt đối của x. Rồi, cộng C nhé. Nhớ là cuối cùng phải cộng với hàng số C nhé. Thế còn cái câu số 4 này, các em lưu ý một điều là đây người ta yêu cầu là tìm nguyên hàm của hàm FT, tức là cái hàm nguyên hàm ta tìm ra nó cũng phải là biến T thôi nhé các em nhé. Không có cái vấn đề gì cả. Được chưa? Nhưng mà khi chúng ta làm đối với ý số 4 này thì các em lưu ý như thế này. Thì khi chúng ta viết ấy, không thể là nguyên hàm của FT DX được đâu nhé. Mà ý số 4 này ta phải nhớ là đây là biến t thì cái nguyên hàm cần tìm nó phải là ft dt. Được chưa? Như vậy cái dx này là thể hiện là chúng ta tìm nguyên hàm theo biến x. Thế còn dt là các em hiểu biểu là tìm nguyên hàm theo biến t. Chứ còn mai kia chúng ta học là nguyên hàm của ft mà nhân với d du chẳng hạn thì nó sẽ bằng là ft nhân với u cộng với c các em nhé. Các biết biết thì sao trong này có công thức này không? Bởi vì lúc này cái FT này nó trở thành giống như kiểu tham số ấy. Và biến là biến U cơ mà. Đúng không ạ? Giống như kiểu nguyên hàm của M nhân với X dx thì nó sẽ bằng là M nhân với X bình trên 2 cộng C. Đúng không ạ? Thì bây giờ trong trường hợp này đây là FT nhân DU thì FT này đóng vai trò là hàng số thôi. Theo với biến T mà. Biến của chúng ta là biến U cơ mà. Các bạn hiểu chưa nhỉ? Đấy. Nên là khi chúng ta người ta viết như thế này thì ta hiểu là tìm nguyên hàm với biến là biến T. Thế cách làm của ta, câu này thì ta sẽ làm thao tác nào đây ạ? Thao tác nào đây nhỉ? Chuyển thành nguyên hàm của 2 lần T bình phương cộng với 2 trên T bình. Đúng không ạ? Lấy nguyên hàm cho thầy nào. Mà cái phần nguyên hàm với tích phân với lại đạo hàm nhá, thì nhớ kỹ vào đấy. Ông mà mai kia đi học chuyên nghiệp rồi lại quay lại hỏi thầy xem là nguyên hàm thế nào, tích phân thế nào, giới hạn như nào đấy. Nên chuyên nghiệp người ta không dạy lại kiến thức cấp 3 đâu. Nào Thảo nào. 2 nhân T mũ 3 chia 3. Rồi. Cộng, trừ đi 2 nhân 1 trên T. À, 2 nhân âm 1 trên T và cộng với C đúng nhỉ? Đấy câu số 4.
Em nhớ là cái cộng C cuối cùng nha. Câu 5 thì các em chia ra thức rồi đúng không? Câu 6 thì hướng làm thế nào nhỉ? Câu 6 thì hướng làm nào Yến? Câu 6 hạ bậc. Ừ, hạ bậc nó cái này nó bằng cái gì nào? Nó bằng 2 nhân 1 trừ cos x trên 2. Ừ, sai rồi. Đây là 2 sin bình x cơ mà. Đây là 2 sin bình x cơ mà. Thì hạ bậc nó phải ra cái gì? 1 trừ đi cos x chứ. Đúng không? Thì 2 trên đấy thì cũng mất. À rồi rồi. Tức là lúc nãy đọc cái số 2 thầy không nghe rõ. Nào, ý số 7 thì tương tự. Ý số 7 thì làm nào nhỉ? Làm nào để tìm được nguyên hàm của nó? À, chúng ta hạ bậc cái này đi đúng không? Hạ bậc cái này bằng cái gì nào? Công thức hạ bậc nó bằng cái gì nào? Quỳnh Anh. Công thức hạ bậc là 1 cộng với cos 2x trên 2 ạ. Rồi, thế thì nguyên hàm theo em thì nguyên hàm của fx bây giờ nó bằng cái gì? Bằng 1 phần 2 nguyên hàm của 1 cộng cos 2x ạ. Ok, đọc cái nguyên hàm của 1 cộng cos 2x thì nó bằng gì nào? Là 1 phần 2 x cộng với... 1 phần 2 thì đã đưa ra ngoài rồi. Cái số 1 phần 2 đưa ra ngoài rồi thì bây giờ nó chỉ còn nguyên hàm của tử thôi. Là x cộng với 1 phần 2 sin 2 x. Rồi, 1 phần 2 sin 2 x. Tất cả cộng với C nhá. Câu số 8 thì làm thế nào nào? Câu số 8 làm thế nào? Minh Anh. Thầy, câu số 8 này cũng hạ bậc đưa về... Hạ bậc cái này nào? Hạ bậc của Tang hạ bậc thế nào? À không phải hạ bậc mà dùng công thức lượng giác ạ. Rồi, cái này là dùng đẳng thức lượng giác cơ bản đúng không? Tức là ta viết thành gì ạ? Nguyên hàm của fx ấy. Thì ta viết thành nguyên hàm của gì ạ? 1 trên 1 trên cos mình x trừ 1 ạ. Em nhớ cái đẳng thức lượng giác cơ bản ta có 4 cái nhá. Thế và công thức nó bằng cái gì đây? Cái này là cos một trên cos x đã bằng nguyên hàm nó bằng cái gì? Em thấy là một trên cos bình x thì nguyên hàm là tăng x cộng là tăng x ạ. Rồi là tăng x đúng nhỉ? Trừ đi nguyên hàm của một thì là x thôi đúng không? C. Thế còn câu hỏi số 9 nào? Cách làm cái nguyên hàm thằng này nào? Trang nói thầy nào? 1 trên tử và sin bình x cộng cos bình x. Tức là tách số 1 này bằng sin bình x cộng cos bình x và chia ra đúng không? Tức là tách thành là 1 trên sin bình x cộng với gì ạ? Cộng với 1 trên cos bình x đúng không các em? Tức là thay cái số 1 này này thì thay bằng là cos bình x cộng với lại sin bình x là số 1. Thế xong các em tách ra thành hai cái phân thức cộng với nhau đúng không? Ta nhìn thấy chỗ đấy chưa nhỉ? Thế còn cách làm nữa là gì ạ? Chúng ta cách làm nữa là các em đưa cái thằng sin bình x nhân cos bình x thì nó chính là gì ạ? 1 phần 4 sin bình của 2x nhá các em nhá. Đúng không? Như vậy cái fx lúc này chúng ta sẽ viết được bằng là 4 chia cho sin bình của 2x. Và lúc này cái nguyên hàm của fx đấy chúng ta sẽ lắp vào công thức thì có nguyên hàm cơ bản rồi đúng không? 4 nhân với gì nhỉ? 1 phần 2 nhân với lại trừ đi cotang của 2x cộng với cộng C. Đúng chưa? Bởi vì là chúng ta có công thức nguyên hàm của dx trên sin bình của a cộng b mà. Đấy. Nào câu hỏi số 10 thì làm thế nào ạ? Ý số 10 là làm thế nào ạ? Biến đổi từ tích thành tổng. Gì ạ? Biến đổi từ tích thành tổng. À biến đổi từ tích thành gì ạ? Tích thành tổng. Được chưa nào? Chứ không phải công thức nhân đâu nhá. Không có công thức nhân đâu. À cái này ta biến đổi tích thành tổng thôi. Đúng không? Đây câu hỏi số 10. Nào biến đổi là thành cái gì đó? Nhân 1 phần 2. Cái này là sin nhân cos đúng không? Như vậy là 1 phần 2 của sin cộng sin. Đúng không? 1 phần 2 của sin 2 nhân 1 phần 2 thì thôi bỏ cái số 1 phần 2 đi nhá. Sin cộng sin đúng không ạ? Sin của tổng là sin sin 3x cộng với xin lỗi sin 5x cộng với sin hiệu là sin x đúng nhỉ? Thì các em nhớ là nguyên hàm của sin thì bằng trừ cos nhá. Nào vậy nó bằng cái gì bây giờ? Mời Nguyệt nào.
Nguyệt ơi. Lấy cái tai nghe điện thoại cắm vào em ạ. Lấy cái tai nghe điện thoại cắm vào thay cho cái mic của cái máy tính. Em đang dùng máy tính như điện thoại. Thế thì lấy cái mic của cái tai nghe của điện thoại ấy. Trong cái tai nghe điện thoại nó vừa có tai nghe vừa có mic mà. Rồi cái này nguyên hàm nó bằng là âm 1 phần 5 trừ đi cốt của x cộng với c nhá. Được chưa nào? Đây là câu hỏi số 10. Câu hỏi số 11 thì làm thế nào đây? Câu hỏi số 11 Hoa nói thầy hướng làm này em. Em thay thầy em nhân tung ra là nhân thành ra. Nguyên hàm của em mũ 2x trừ em mũ x đấy. Nguyên hàm của e mũ 2x trừ đi e mũ x đấy, đúng không? 11 nó thành nguyên hàm của e mũ 2x trừ đi e mũ x đấy. Rồi, đến đây lấy nguyên hàm cơ bản được chưa? Dạ rồi. Bằng 1 phần đây, 1 phần 2 e mũ 2x trừ e mũ x cộng c. Trừ e mũ x cộng c, đúng nhỉ? Đấy là câu số 11 của bài 3. Câu 12 thì hôm trước cũng có một ý tương tự như này, thầy lấy ví dụ rồi của cái bài 1 đấy, đúng nhỉ? Là các em nhân nó ra đầu tiên có 2 e mũ x nhân 2 thì nguyên hàm của nó là 2 lần e mũ x, đúng không ạ? Thế còn nguyên hàm thứ hai là 1 trên cos bình x thì nó chính bằng tan x thôi, đúng không ạ? Câu hỏi số 13 thì ý tưởng làm thế nào? Tiến. 13 đưa về là x mũ 1 phần 2. Thằng thứ nhất là đưa về x 1 phần 2 và thằng thứ hai thì đưa về x 1 phần 3 đúng không? Vâng. Nguyên hàm của x 1 phần 3 là cái gì? Là 2 phần 3 x mũ 3 phần 2. Sai rồi đấy. À 2 phần 3 à? 2 phần 3 nhân x mũ 3 phần 2 thì đúng. Còn 1 phần 3 là x mũ 3 phần 4 nhân x mũ 4 phần 3. Ấy, thế thì chứng tỏ sai rồi nha. Nguyên hàm của x mũ 1 phần 2 thì bằng cái gì? Nguyên hàm của x mũ 1 phần 2 dx thì nó bằng cái gì? Cái công thức này bằng... đúng phải không? Nguyên hàm của x mũ 1 phần 2 thì bằng cái gì? Nếu mà chưa nhẩm được ấy, mà mới thế này thì đừng có vội vàng mà làm ngay. Tức là đầu tiên cứ đưa về thành x mũ 3 phần 2 trên 3 phần 2 đã. Mất cái gì đâu. Đúng chưa? X mũ 3 phần 2 với x mũ 2 phần 3 có giống nhau đâu, đúng không ạ? Thì cái này nó bằng là 2 phần 3 nhân với x mũ 3 phần 2. Nhá, thế còn nguyên hàm của x mũ 1 phần 3 đấy thì bằng cái gì ạ? Bằng x mũ 3 4 phần 3 trên 4 phần 3. Rồi, nó bằng x mũ 4 phần 3 chia cho 4 phần 3. Chúng ta không việc gì phải vội cả. Đúng không? Thì cái này nó mới ra là 3 phần 4 nhân với lại x mũ 4 phần 3 thì nó là căn bậc 3 của x mũ 4. Được chưa nào? Đấy các em chú ý nhá. Chúng ta không việc gì phải vội đâu. Thế còn câu hỏi số 15 ạ. Yêu cầu tính nguyên hàm y này. Nào, câu hỏi số 15 nào. Chúng ta thử suy nghĩ xem là hướng làm câu này thế nào. Cái trong ngoặc cái thầy mình dùng với hàm đẳng thức ạ. À, trong trong dấu nguyên hàm dùng hàm đẳng thức ạ. À, lúc này chúng ta khai triển đẳng thức ra đúng không? Là xong rồi. Cái này nó bằng nguyên hàm của tan bình x này cộng với 4 lần cô tan bình phương x này. Trừ 4 đúng không? Xong đến đây biến đổi tiếp thế nào để tính được nguyên hàm này? Thì nó nốt đi. Em nói thầy là kiểu xong rồi em tách thành tổng các nguyên hàm này. Tách thành tổng các nguyên hàm. Thôi ta để nguyên trong cái này cũng chẳng sao cả. Không làm thế nào? Nguyên hàm của tan bình thì làm thế nào? Nguyên hàm của cô tan bình thì làm thế nào? Còn 4 thì là xong rồi đúng không? Tan bình thì bằng là tan x trừ x ạ. À, nguyên hàm của tan bình x thì bằng tan x trừ x á. Tan x trừ x ạ. Sao này tan x trừ x được? À, nguyên hàm nó bằng tan x trừ x cộng c ấy thì. Vâng ạ. Nhưng ta biến đổi cho nó quen đi, nó bằng 1 trên cos bình x trừ đi 1 này. Cộng với 4 nhân với lại 1 trên sin bình x trừ đi 1.
và các em trừ đi 4, đúng không? Thế đến đây bây giờ bắt đầu ta mới tìm được nguyên hàm, đúng không? 1 trên cos bình x thì nguyên hàm của nó là tan x. Trừ đi x thì 1 thì nguyên hàm nó là x, đúng không ạ? Cộng với 4, 1 trên sin bình x thì là trừ đi cô tan x. Trừ đi x. Trừ đi 4x. Cộng với c, đúng nhỉ? Đấy, em cứ từng bước một. Lẽ ra thì em nhân tung nó ra thì nó nhìn nó dễ hơn, đúng không ạ? Nhưng mà ở đây đầu tiên các em áp dụng là nguyên hàm của tổng thì bằng tổng các nguyên hàm, sau đó nguyên hàm của tích hàng số k thì đưa hàng số k ra bên ngoài, em nhớ nhé, được chưa? Đưa hàng số k ra bên ngoài. Đấy là cái bài tập số 2, là bài tập số 3. Bài tập số 4 thầy giao ý nào nhỉ? Hết bài 4 ạ. Bài 4 thầy giao hết á? Vâng, bài 5 là ABC. Rồi bài 4 thì ta xem cho thầy các ý này xem nào. Ý 1 là làm thế nào nào? Biết luôn nhá. Cái này nguyên hàm cơ bản rồi đúng không? Trang. Bằng 5 phần 2 x bình trừ x cộng c. 5 phần 2 x bình trừ x cộng c, ok. Thế còn ý số 2 thì làm nào nhỉ? Số 2 làm nào đấy? Số 2 này em làm ngược với công thức lượng giác. Ngược với công thức lượng giác như là như nào? Tức là cái này là em viết thử xong nó cũng hơi rối tí. À xin code à, chết rồi. Như là em làm sai công thức thế ạ. Ừ. Nào về nhà những ai đã làm cái ý số 2 rồi ạ? Em bỏ đúng ý này. Cứ nói đi, cứ nói ý tưởng của các em đi. Nhân cả tử với mẫu em 1 cộng cos bình x. À cos x. Cộng cos x chứ. Đúng không? Tức là nhân cả tử và mẫu với 1 cộng cos x xem thử được nhá. Nếu nhân như vậy thì trên tử nó sẽ là 1 cộng sin x nhân với lại 1 cộng cos x à? Thế còn dưới mẫu nó sẽ là sin bình phương x à? Xong đến đây làm nào? Đúng ạ, nhân đều rồi nhưng mà cái mẫu thì nó gọn rồi, thế nhưng vấn đề là đến đây làm tiếp thế nào? Nếu mà nhân tung cái tử ra thì 1 trên sin x thì nguyên hàm có rồi, nhưng mà nguyên hàm của 1 trên sin x là không có, đúng không? Đấy, cái hướng làm này chúng ta là chưa được. Câu này ta sẽ tách như sau các em nhá. Cái này nó bằng là nguyên hàm của 1 trên 1 trừ đi cos x ấy, thì các em viết cho thầy nó bằng là hai lần sin bình của x trên 2, phải không? Chủ sử dụng công thức nhân đôi ấy, đúng không ạ? Được chưa? Thế còn sin x này ta cũng viết thành là 2 lần sin x trên 2 cos x trên 2 mà các em chia cho cái gì nhỉ? Chia cho dưới mẫu chúng ta là 2 lần sin bình của x trên 2. Đúng chưa? Ừ. Rồi, thế thì bây giờ cái này nó sẽ bằng là 1 phần 2 lần nguyên hàm của 1 trên sin bình x trên 2. Cái này cơ bản chưa? Đây là công thức 1 trên sin bình của A cộng B, đúng không? Cộng với cái nguyên hàm thứ 2 thì nó sẽ là nguyên hàm của cos x trên 2 chia cho sin x trên 2. Đấy. Được chưa? Thế thì cái đầu tiên nó bằng cái gì các em? Cái đầu tiên nào? Cái đầu tiên là bằng 1 phần 2 nhân với cả... 1 phần 2 nhân với gì ạ? Trừ số tan của... Ok, là 1 trên 1 phần 2 đã, đúng không? À. Nhân với lại trừ đi cô tan của x trên 2. Có phải không ạ? Đấy. Thế còn cái nguyên hàm đằng sau này thì bây giờ với các bạn thì giải thích nó hơi khó, nhưng mà các em hiểu như thế này. Đầu tiên ấy, các em hiểu là nguyên hàm của du trên u ấy thì nó bằng cái gì đã?
Nào thầy hỏi là nguyên hàm của DU trên U thì bằng cái gì nhỉ? LP trị tuyệt đối U. À, LP trị tuyệt đối U cộng C nhá. Thế thì bây giờ nếu mà thầy có là nguyên hàm của D của sin x trên 2 mà chia cho sin x trên 2 thì các em theo các em thì nó bằng cái gì? À, nếu bây giờ thầy có D của sin x trên 2 trên x trên 2 thì có phải vai trò của x trên 2 bây giờ nó giống như U không? Ừ, thì nó sẽ bằng là LP của trị tuyệt đối của sin x trên 2 cộng C đúng không? Thế bây giờ các em để ý cho thầy như này nhá, cốt của x trên 2 dx thì bình thường ấy em hay viết xuôi ấy là d của sin x trên 2 thì có phải bằng 1 phần 2 của thằng này không? Em hay viết xuôi như thế để viết từ đây sang đây thì thường là thuận mắt hơn đúng không? Phải không ạ? Có phải d của fx thì bằng f phải x nhân dx không? Thì sin x trên 2 dx trên d của sin x trên 2 thì bằng sin x trên 2 đạo hàm nhân dx. Sin x trên 2 đạo hàm thì bằng 1 phần 2 lần cos x gì? Cos x trên 2 đúng không? Như vậy thì từ đây có phải các em nhân cái này lên thì các em sẽ có ngay là chúng ta sẽ có cái cos x trên 2 dx là bằng 2 lần cái này không? Cái này chúng ta sang bài sau thì chúng ta học nó dễ hơn, nhưng còn bài đầu này thì nó hơi biến đổi hơi phức tạp. Tức là ở đây chúng ta sẽ biến đổi cái tử số ấy, các em sẽ biến đổi là 2 lần d của sin x trên 2 mà chia cho sin x trên 2, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy thì nó bằng là gì ạ? Chỗ này các em nhân lên thì nó bằng là trừ đi cotang của x trên 2 này cộng với lại 2 lần này, đây có phải là du trên u không? Thì nguyên hàm của du trên u thì bằng là lp trị đối của sin x trên 2 cộng với c. Được chưa? Thì các em viết cho thầy mấy cái chỗ này vào, bởi vì cái bài này thì các em phải dùng đến cả những kiến thức này ta mới làm được. Đấy nhá. Cái này là cái thứ nhất này, cái thứ hai này và cái thứ ba này. Chúng ta thay vai trò của U bởi DX trên sin x trên 2 thôi. Thế và sau này các em sẽ có cái công thức kiểu như thế này. Ví dụ là nguyên hàm của U mũ alpha DU ấy thì bằng U mũ alpha cộng 1 trên alpha cộng 1 đúng không? Cộng C đúng không? Thế thì chúng ta sẽ có là nguyên hàm của ví dụ như là sin x mũ 3 của D sin x đúng không? Thì cái này nó chính là cái gì ạ? Nó chính là cái gì nhỉ? Thì có phải trong hợp này có phải các bạn nhìn thấy có phải là chính là U không? U bằng sin x không? Đúng chưa? Thì cái này các em hình dung một điều đây, nó chính là U mũ 3 đây, U mà nguyên hàm của U mũ 3 U thì nó bằng cái gì nhỉ? Đây các em ghi thầy cái chú ý như thế này. Ví dụ tức là các cái công thức nguyên hàm với X như thế nào thì với U nó cũng vẫn vậy nhá. Ví dụ cái nguyên hàm này thì bằng cái gì ạ? Đây chính là U mũ 3 đây U đúng không? Đây không phải là DX mà D của sin X không? Như vậy đây là U mũ 3 DU, trong đó U là bằng sin x. Thì nó sẽ bằng gì ạ? Bằng sin x mũ 4 mà chia cho 4 cộng với C. Các bạn nhìn thấy chỗ đấy chưa nhỉ? Nào được chưa? Hoặc là ví dụ như là chúng ta có là nguyên hàm của tan x nhân với D của tan x. DX nhân với tan của DX. À, đây là D của tan x thì cái này có phải là U là bằng tan x và đây nó có dạng là U nhân DU không? Thì nguyên hàm của U nhân với DU ấy thì bằng U bình trên 2 cộng C, như vậy cái chỗ này nó bằng là tan x bình phương trên 2 cộng C. Được chưa? Nhưng mà nếu mà cái này không áp dụng được đâu nhá. Ví dụ như là nguyên hàm của tan x nhưng mà lại nhân với DX là không áp dụng được đâu. Nhá, không áp dụng được. Nó phải là tan x dx thì không áp dụng được, mà nó phải là tan x nhân d của tan x thì mới áp dụng được thôi. Nhưng mà d của tan x thì các em biết là d của tan x là bằng cái gì? Nào cho thầy biết rằng là d của tan x thì nó bằng cái gì nhỉ? Tiến cho thầy biết rằng là d của tan x thì bằng gì em? Sao này bằng tan x cộng C được không? D của tan x thì hôm trước thầy dạy rồi, D của fx thì bằng cái gì ạ?
thì bằng f phải x nhân dx cơ mà, đúng không? Các bạn phải f phải x đấy không? Thế bây giờ d của tăng x nó bằng cái gì? Bây giờ fx nó bằng tăng x đây Yên. Một trên cos một, một trên cos gì? Rồi, nhân dx thôi, được chưa nào? Được chưa? Và sau này các em dùng nhiều đến cái này nhé. Tức là d, nếu mà đặt t bằng tăng x thì dt nó sẽ bằng một trên cos bình y dx, đúng không? Thì đấy là công thức thứ nhất mà các em hay sử dụng. Công thức thứ hai các em hay sử dụng nữa là nguyên hàm của du trên u thì bằng lê pe trị đối u cộng c. Ví dụ như thế này, nguyên hàm của d sin x trên sin x thì bằng lê pe trị đối của sin x cộng c. Nếu trong trường hợp này là cái u, các em nhìn thấy cái u là nó bằng là sin x đúng không? Đấy, u nó bằng sin x, được chưa nhỉ? U nó bằng sin x, được chưa? Đấy, hoặc là ví dụ là nguyên hàm của bây giờ thầy có là x mũ 3 nhân với dx nhá, mà chia cho x mũ 4 nhá. À, chỗ này viết thế này thì hơi đây, cái này bây giờ nó là gì ạ? Ví dụ như là d của cos x chia cho cos x thì nó sẽ bằng lê pe trị tuyệt đối của cos x cộng c, đúng không? Thế bà các em nhớ một điều như thế này này, nguyên hàm của du trên u ấy thì nó chính là nguyên hàm của u phẩy nhân với dx chia cho dx, à, du là chia cho u. Đấy, chia cho u. Và cái này thì nó chính là nguyên hàm của u phẩy trên u nhân với dx nhá. Chỗ này các em nhìn thấy đây, trên này là du nhưng xuống dưới này nó dx nhá. Và nó ra cái này. Các bạn ghi thêm cái chỗ đấy cho thầy nhé. Được chưa? Ví dụ như thế này. Bây giờ các em có nguyên hàm của 2x trừ đi 1 nhân với dx nhé, mà các em chia cho trong hợp này là x bình phương trừ x cộng 3, thì các bạn thấy là trong hợp này có phải đạo hàm mẫu bằng tử không? Đây, cái trường hợp này nó chính là đạo hàm mẫu bằng tử đấy các em này. Các em nhìn chưa? Đấy, u phẩy trên u nhân dx mà, thì cái trường hợp này chính là đạo hàm của mẫu bằng tử đây này. Đấy, thì bây giờ các em thấy đạo hàm của mẫu là 2x trừ 1 đúng không? À, mẫu là 2x trừ 1, thì cái này các em viết thành là 2x trừ 1 chia cho x bình phương trừ x cộng 3 nhân với dx, để các bạn nhìn rõ là hóa ra đạo hàm mẫu bằng tử. Thế thì nếu mà đạo hàm mẫu bằng tử thì nguyên hàm này bằng lê pe trị đối của x bình phương trừ x cộng 3. Đấy, các bạn nghiên cứu lại cho thầy cái này đi nào. Được chưa? Ở cái này các em từ từ, sau này chúng ta sẽ tiếp xúc dần thôi. Nào ta sang ý tiếp theo nào, ý số 3 nào. Ý số 3 nào. Ý số 3 hướng làm thế nào đây ạ? Phượng. Khai triển ra. Ừ, khai triển nó ra theo hằng thức đúng không? Thì cái này nó ra cái gì nào? Như nào của em u 3x cộng với 3 em u 2x cộng
Rồi, đến đây lấy nguyên hàm cơ bản được hết chưa? Một phần ba nhân e mũ x. Ừ, một phần ba nhân e mũ ba x chứ? Cộng với ba nhân với một phần hai e mũ hai x đúng không? Cộng với ba nhân e mũ x. Rồi. Cộng c. Cộng x cộng với c được chưa nào? Đấy, cái câu số 3 là các em khai triển công thức như thế thôi. Được chưa? Nào, tiếp tục nào. Câu số 4 thì làm thế nào nào? Khai triển hết ra. Ừ, câu số 4 là khai triển hết ra. Đấy là một cách. Đúng, cách đấy khai triển được, đúng không? Nhưng bây giờ nếu mà thầy không cho mũ 3 mà thầy cho nó mũ 7 thì làm thế nào? Thì áp được hàm số mũ. Thì áp được hàm số mũ, đúng không? Ừ, cái này chúng ta áp dụng lũy thừa nhé. Thì cái này nó sẽ bằng là 1 phần 2 nhân với lại 2x cộng 3 mũ mấy ạ? Mũ 4 chia cho 4 đúng không? Đúng chưa? Tức là các em áp dụng công thức A cộng B mũ alpha. Đúng nhỉ? Câu hỏi số 5 thì làm thế nào ạ? Câu hỏi số 5 thì làm thế nào? Con 5 thì nhân bên trong đấy chứ. À, chúng ta nhân nó ra thì nó sẽ là nguyên hàm của e mũ x trừ đi 1 đúng không? Và cái này nguyên hàm của e mũ x thì bằng e mũ x, còn nguyên hàm của 1 thì là x cộng với lại c. Đúng chưa? Câu hỏi số 6 thì làm thế nào nào? Quỳnh Anh. Câu 6 viết thành nguyên hàm của 1 trên x trừ 1 trên x bình ạ. Được chưa? Thế cái này nó bằng gì ạ? Nguyên hàm nó bằng gì? Lepe của giá trị của x cộng 1 trên x. Rồi, cộng 1 trên x và cộng c nữa nhá. Nhớ là nguyên hàm các em phải có hàng số c nhá. Được chưa? Câu 7 này cũng chia ra thức ra giống như câu 6 đúng không ạ? À, câu 8 thì làm thế nào nhỉ? Câu 8 làm nào? Yến. Câu 8 này làm nào nào? Yến đâu rồi? Khai triển cái bên trên á, xong rồi tách rồi. Khai triển cái bên trên hàng thức x mũ 4 cộng 4 tất cả bình xong là chia cho tôi đúng không ạ? Dạ. Được x mũ 8 chia x bình phương là x mũ 6 này. Cộng với lại 8 là x mũ 4 thì chia đi cho còn 8x bình này. Đúng không ạ? Cộng với lại 16 trên x bình phương này. Rồi lấy nguyên hàm cơ bản cho thầy xem nó bằng cái gì nào? X mũ 7 trên 7. X mũ 7 trên 7. 8 cộng 8 nhân x mũ 3 trên 3. Rồi. Trừ 16 trên x. Okay. À, chính xác. Cộng với 16 nhân với 1 trên x ấy. Trừ 1 trên x ấy, đúng nhỉ? Cộng với gì ạ? Cộng okay. C. Nhá. Thì nếu mà các em nhẩm quen rồi thì các em có thể biết là 1 trên x bình thì nguyên hàm bằng trừ 1 trên x, đúng không ạ? Cái công thức chúng ta có mà 1 trên x bình thì nguyên hàm bằng trừ 1 trên x, đúng không ạ? Thế còn câu số 9 này thì hướng làm thế nào đây nhỉ Hoa? Dạ, em nhân chuyển thành mũ, số mũ. À, chuyển thành số mũ tức là chuyển thành nguyên hàm của x mũ 1 phần 2 này. Cộng, 2 là, à, cộng với 2 nhân x mũ 1 phần 3 này. Đúng không? Cộng, à, đi trừ... 4, nhân với x mũ 1 phần 4. Phải không ạ? Vâng. Rồi đến đây nguyên hàm cơ bản. Thịnh đọc cho thầy nguyên hàm cơ bản thằng này nào. Theo thầy là x mũ 3 phần 2 chia cho 3 phần 2. Rồi. Cộng với cả 2 nhân x mũ 4 phần 3 chia cho 4 phần 3. Rồi. Trừ 4 nhân với cả x mũ 5 phần 4 chia cho 5 phần 4. Tất cả cuối cùng em cộng với C nữa nhé.
Thế sau đó các em đưa về căn thôi đúng không? Thì cái này nó là 2 phần 3 nhân căn bậc 2 của x mũ 3 này đúng không ạ? Cộng với 3 phần 4 nhân với 2 ở đây là 3 phần 2 nhân với căn bậc 3 của x mũ 4. Trừ đi 4 nhân 4 phần 5 là 16 phần 5 nhân căn bậc 4 của x mũ 5 và các em cộng với c nhé. Được chưa nào? Rồi bây giờ xem cho thầy câu hỏi số bài 5 là ý A có làm được không? Làm thầy bài 5 ý A B C xem nào. Ý A thì nguyên hàm nó bằng cái gì nhỉ? 5x bình trên 2 trừ 5x bình trên 2 chứ. Bằng trừ 5x bình trên 2 trừ 4x. Trừ đi 4x cộng với C chứ. Thế còn câu B này thì biến đổi thế nào? Viết thành 3 trừ 2x mũ 5. À, viết thành 3 trừ 2x mũ âm 5 đúng không? Đấy, viết thành 3 trừ 2x mũ âm 5. Đúng không? Viết thành 3 trừ 2x mũ âm 5. Tức là viết cái này thành là nguyên hàm của 3 trừ đi 2x mũ âm 5. Cái nguyên hàm này bằng cái gì nào? Kết quả nào? -1/2 tức là -1/2 nhân với gì? 3 trừ 2x tất cả 4. 3 trừ đi 2x. À 3 trừ đi 2x mũ âm 4 đúng không? 3 trừ đi 2x mũ âm 4. Trên âm 4. Trên âm 4 cộng với C đúng không nhỉ? Thế và các em nhân vào thì nó bằng là 1 trên 8 lần nhân với 3 trừ 2x mũ 4 đúng không? Cộng C. Thế còn cái ý cuối cùng thì làm thế nào? Ý cùng làm nào? Nguyệt nào? Nguyệt nói cho thầy cái ý C nào em? Nguyệt nói ý C nào? Viết là thành số mũ ạ. Viết thành số mũ bao nhiêu? 1/2 ạ. Rồi ok, đưa thành số mũ 1/2. Tức là cái này đưa thành là gì ạ? 5 trừ đi 2x mũ 1/2. Biến đổi tiếp thế nào? Bằng 1/1/2. 1/1/2 á? 1 trên A thì 1 nó phải là 1 trên âm 2 chứ. Đúng không? Tiếp. 5 trừ đi 2x. 5 trừ đi 2x. 3/2. Rồi. Chia cho âm 2 nhân với 3/2. Chia cho 3/2 đúng không? Cộng với gì? Đúng không ạ? Cộng với C đúng như nào? Thế cái này các em nếu mà các em rút gọn ra thì nó sẽ bằng là -1/3 nhân với căn bậc 2 của 5 trừ đi 2x mũ 3 cộng với C đúng không nhỉ? Đấy là cái hướng làm của cái ý đấy. Thì bây giờ đến bây giờ thì các em đã thấy là cái công thức của cái bảng nguyên hàm cơ bản đã thấy đỡ hơn chưa? Hả? Có cần phải lấy thêm ví dụ nữa không? Có cần thêm ví dụ không? Thôi ạ. Cái này các em cứ làm nhiều bài tập thì nó khắc nhớ công thức mà. Nhưng mà mỗi một lần làm chúng ta phải thoát đi dần cái bảng ấy ra nhé. Lúc đầu các em làm có thể là các em để cái bảng đấy bên cạnh, nhưng mà dần dần các em phải bỏ dần nó ra, được chưa nào? Và bỏ dần nó ra để chuyển nó từ cái mặt bàn vào trong đầu của mình ấy, trong não của mình ấy, đúng không? Rồi bây giờ mời các em nghỉ để lao nhé. Bây giờ ta sẽ sang cái phần tiếp theo. Các em sang phần tiếp theo, phần hôm trước là nguyên hàm bảng nguyên hàm cơ bản đúng không? Ta sang hai là mã là nguyên hàm của phân thức hữu tỉ. Nguyên hàm của phân thức hữu tỉ. Đấy, nguyên hàm phân thức hữu tỉ. Thế thì đối với nguyên hàm của phân thức hữu tỉ thì đầu tiên các bạn phải nhớ cho thầy đã. Thứ nhất là chúng ta có cái đầu tiên các bạn phải lưu ý là nguyên hàm của dx trên ax cộng b ấy, cái này là cái cơ sở mà, thì nó bằng là 1 trên a nhân với lê pa trị dối của ax cộng b cộng với c. Thế còn cái nguyên hàm của dx mà chia cho ax cộng b ấy,
mũ 2 ấy thì nó bằng cái gì nhỉ? Trừ 1 trên A nhân với 1 trên A cộng B nhé. Thực ra các em đưa về thành A cộng B mũ âm 2. Đúng chưa? Thế còn nếu mà trường hợp mà nguyên hàm của dx trên ax cộng b tất cả mũ n mà với lại n mà với n mà ở đây là lớn hơn hoặc bằng 3 ấy, thì các em làm thế nào nhỉ? Phượng nói cho thầy xem ý làm nào. Phượng nói cho thầy xem làm nào. À, đưa thành mũ trừ n đúng không? Ax cộng b mũ trừ n đúng nhỉ? Như vậy ta đưa cái này thành là ax cộng b mũ trừ n nhá. Đấy, và tóm lại là đến đây các bạn làm được. Phải không? Phải không ạ? Đấy. Thế thì bây giờ vấn đề đặt ra là một cái hàm phân thức bất kỳ thì làm nào, đúng không? Thế thì thứ nhất là dạng 1 là nguyên hàm của dạng là Px chia cho Ax cộng B Dx với Px là một đa thức. Với Px là một đa thức. Ở đây tôi nói sơ qua như hướng làm như sau. Đối với bài này thì chúng ta sẽ làm như sau. Trường hợp thứ nhất là nếu Px mà có bậc nhỏ hơn hoặc bậc 1, có bậc là nhỏ hơn 1 thì nó quay về cái cơ bản rồi. Bởi vì nếu mà Px mà có bậc nhỏ hơn 1 tức là Px là một hằng số. Thế thì Px là một hằng số thì các em áp dụng cái công thức đầu tiên này này. Cái công thức mà nguyên hàm của Dx trên A cộng B này. Bởi vì lúc này là hằng số thì các em đưa ra ngoài. Ví dụ như là nguyên hàm của 3 chia cho 2x cộng 5 chẳng hạn, dx chẳng hạn, thì cái này chúng ta cần gì đâu đúng không ạ? Thì cái này bằng 3 nhân với lại gì ạ? LPA 1 phần 2 nhân với LPA trị đối của 2x cộng 5 dx đúng không? Cộng C. Đúng không ạ? Thế còn trường hợp mà Px mà có bậc lớn hơn hoặc bằng 1 thì các em chia đa thức là xong. Chia đa thức là xong. Chia đa thức Px ấy, cho Ax cộng B. Bây giờ ta lấy ví dụ như thế này. Ví dụ. Đây, đây là ví dụ nhất. Trong trường hợp mà tử nó chỉ là một hằng số thôi. Tức là hàm hằng thôi. Đúng không? Hàm hằng thôi. Cái hàm hằng thôi nhé. Nào ví dụ nguyên hàm của trừ 7 mà chia cho 1 trừ đi 4x chẳng hạn thì nó bằng cái gì? Nguyên hàm này nó bằng cái gì? Ai đọc cho thầy xem nào, nguyên hàm này bằng cái gì? Thảo. À, trừ 7 nhân với lại âm 1 phần 4. Âm 1 phần 4. DPA trị đối của 1 trừ đi 4x đúng không? Ừ. Thế thôi. Đúng không? Thì cái này nó là bảng nguyên hàm cơ bản. Các bạn thấy nó có khó không? 7 phần 4 DPA trị đối của 1 trừ đi 4x cộng C. Đúng không nào? Ví dụ tiếp theo là nguyên hàm của 2x cộng 1 trên x trừ đi 3 dx. Bây giờ các em thấy bắt đầu là bậc tử lớn hơn bậc mẫu, lớn hơn hoặc bằng bậc mẫu đấy đúng không ạ? Đấy thì sau này các em cứ nhớ như này. Đối với tất cả những hàm là nguyên hàm của phân thức hữu tỉ nhé. Thì nếu như trường hợp bậc tử mà lớn hơn bằng bậc mẫu thì cái thao tác đầu tiên ta làm mà bao giờ chia đa thức trước. Thế cái này các em chia đi cho thầy đi. Đúng không ạ? Thì nó sẽ là 2 này. Ở đây trừ 6 thì phải cộng với lại 7 chia cho x trừ 3 phải không? Đúng chưa? Các bạn nhìn lên chỗ này chưa nhỉ?
Thế đến đây thì lấy nguyên hàm cơ bản được chưa? Cho thầy biết đến đây nguyên hàm của nó bằng cái gì nào? Quỳnh Anh. Bằng 2x cộng với 1 trên 1 nhân với 2 phương. 7 là hàng số thì mình đưa ra ngoài trước đây. À. Còn 1 trên 1 thì thôi nhỉ? Vâng. 1 trên 1 lê PA trị tuyệt đối của x trừ đi gì? Trừ đi 3 ở đây, A nó bằng 1 rồi đúng không ạ? Cộng với C. Như vậy cái này bằng 2x cộng với 7 nhân lê PA trị đối của x trừ 3 cộng C, xong đúng nhỉ? Nào, nguyên hàm của 2x bình phương trừ 4x trừ đi 3 chia cho 1 trừ đi 3x đấy. Các bạn nhìn thấy trong hợp này bậc tử lớn hơn bậc mẫu đúng không? Chia, đúng nhỉ? Chia. Nào, chia thế nào đây? Các bạn chia ra thức ra cho thầy nào. 2x bình trừ 4x trừ 3 mà bây giờ các em chia cho cái này viết thành trừ đi 3x cộng 1 nhá. Viết thế này thì xuôi nó mới chia được. Thì âm 2 phần 3x nhân ra là 2x bình phương trừ đi 2 phần 3x. Như vậy các em trừ đi thì được bao nhiêu đây? Trừ 4 cộng 2 phần 3, 4, 3, 12. Âm 10 phần 3x trừ 3. Âm 10 phần 3 chia 3 là 10 phần 9. Nhân ngược ra là âm 10 phần 3x cộng với 10 phần 9. Em trừ đi. Thì các em nhớ là cái đa thức bị chia là âm 3x cộng 1. Như vậy là nó bậc 1 thì cái dư nó sẽ là bậc 0 nhé. Trừ 3 trừ đi 37 phần 9 phải không các em? Đúng không? Như vậy các em này các em sẽ chia ra nó sẽ bằng như sau này. Âm 2 phần 3x thương là 10 phần, âm 2 phần 3x cộng 10 phần 9 này. Đúng không ạ? Dư thì bây giờ nó sẽ đẩy đến tử âm 37 phần 9 tất cả chia cho 1 trừ đi 3x. Đấy. Thế thôi, đến đây thế là chia được rồi. Đến đây lấy được chưa? Lấy được nguyên hàm chưa nào? Đọc cho thầy nguyên hàm là xem nào. Minh Anh nào. Âm cho thầy là âm 2 phần 3 nhân với x bình trên 2. Âm 2 phần 3 nhân x bình trên 2. Cộng 10 phần 9x. 10 phần 9x. Trừ 37 phần 9. Trừ 37 phần 9 nhân với. Nhân trừ 1 phần 3. Trừ 1 phần 3. Nhân với lê pe. Lê pe trị đối của 1 trừ đi 3x cộng với c đúng không? Xong đến đấy các em thu gọn này thôi. Tóm lại là các em cứ chia đa thức ra là các em tìm được, đúng nhỉ? Đấy, thì nếu trường hợp mà bậc tử mà lớn hơn bằng bậc mẫu thì các em chia ra thế là xong nhá. Được chưa? Tóm lại là nếu trường hợp mà đấy là loại thứ nhất, đó là loại mà dạng 1 là px trên ax cộng b. Cái dạng thứ hai, dạng 2 là nguyên hàm y được tính bằng là px chia cho ax cộng b tất cả bình px trên ax cộng b tất cả bình. Bế trên ai cũng bế tất cả bình. Thì nếu mà trường hợp mà bậc của Px có bậc mà nhỏ hơn 2, như nào nhỉ? Nói bây giờ nói như nào nhỉ? Tức là nếu mà Px mà chúng ta sẽ ghi cho thầy như thế này này. Trường hợp thứ nhất là nếu như bậc của Px mà lớn hơn 2 nhé, thì lớn hơn hoặc bằng 2 thì các em chia đa thức ra. Tức là nếu mà bậc tử mà cứ lớn bậc mẫu là chia đa thức. Còn bây giờ nếu mà bậc của Px mà nhỏ hơn 2 thì bây giờ các em biểu diễn cho thầy cái Px chia cho ax cộng b ấy, tức là cái hàm số dưới dấu nguyên hàm ấy, ax cộng b tất cả bình ấy, các em viết cho thầy thành là alpha trên ax cộng b
cộng với beta trên ax cộng b tất cả bình. Và đến đây thì ta sử dụng hệ số bất định nhé. Để cách tìm a, b, alpha, beta bằng cách là tìm hệ số bất định. Thì tí nữa thầy sẽ nói cái hệ số bất định là như thế nào. Đúng không? Thì ví dụ như thế này là nhá. Ví dụ như là y là nguyên hàm của 3x trừ đi 1 trên x cộng 4 tất cả bình. Đấy. Ví dụ như nguyên hàm này chẳng hạn. Thì ở đây thầy đã cố tình thầy lấy là bậc tử nhỏ bậc mẫu rồi. Đúng không? Thầy đã lấy là bậc tử nhỏ bậc mẫu rồi. Thế thì chúng ta việc đầu tiên ấy là chúng ta sẽ biết là gì ạ? Cái này các em ghi lại này. Sau này trong bài thi thì chúng ta phải không phải trình bày cái này đâu. Thì ta viết thành là alpha chia cho x cộng 4 hoặc là ta viết thành a trên x cộng 4 để chia cho nó dễ. A trên x cộng 4 cộng với b trên x cộng 4 tất cả bình, đúng không ạ? Thế bây giờ người ta gọi là hệ số đồng nhất, hệ số nghĩa là gì? Các bạn quy đồng lên thì cho các em sẽ được là 3x trừ đi 1 có phải bằng a nhân với x cộng 4 cộng b không? Được chưa? Sau đó các em làm cái thao tác là cho hệ số của x bằng nhau và hệ số tự do bằng nhau. Thế thì hệ số của x bằng nhau thì các em sẽ được là 3 bằng a này. Hệ số tự do bằng nhau tức là các em có là âm 1 bằng 4a. 4a cộng b, đúng không? Phải không ạ? Thì rõ ràng trong hợp này các em thấy ngay là cái này người ta gọi là phương pháp đồng nhất hệ số hay là gọi là hệ số bất định nhé. Ta hiểu cái chỗ tìm A và B này chưa nhỉ? Ừ. Thế là ta tìm được A bằng 3, A bằng 3 thì có phải B bằng âm 13. Thì các em sẽ viết cái này thành như sau ạ. Bằng nguyên hàm của 3 mà trên x cộng 4 trừ đi 13 chia cho x cộng 4 tất cả bình. Thế thì trình bày thì nó ngắn thôi. Đấy thì bây giờ các bạn hiểu tại sao tôi viết được 3x trừ 1 trên x cộng 4 tất bình bằng hai cái phân thức này trừ cho nhau chưa? Em hiểu chỗ này chưa? Ừ. Ừ. Thế thì đến đây ấy, thì các bạn lấy nguyên hàm cơ bản được chưa nào? Hàng thứ nhất là 3 lần lê pe trị tối của x cộng 4. Đúng chưa? Cộng với lại 13 trên x cộng 4. Cộng với C. Xong, đúng nhỉ? Nguyên hàm của 1 trên x cộng 4 tất cả bình phương ấy thì bằng 1 trên 1 nhân với lại trừ 1 trên x cộng 4 mà. Thế thì trình bày nó chỉ có hai bước thôi, nhưng mà làm thế nào để ra hai cái bước đấy thì lại phải quan tâm đến cái chuyện là các em phân tích này ra nhá. À, ví dụ như thế này. À, 2x bình phương trừ đi 4x cộng 3. À, thầy nhầm ra đã, bởi vì là cái này thầy sợ là lấy cái hệ số nó lại xấu quá thì đây nó là 2x trừ đi 1 tất cả bình. Thì thầy chọn cái tử cho nó đẹp tí nhá. À, trên tử nó sẽ như sau: 4x cu 3. Trên tử nó là 4x cu 3 này cộng với 4x bình này âm 3 trừ 3 cộng 7x cộng 37. Đấy, ví dụ như thế này. Thì các bạn thấy là bây giờ trong hợp này cái mẫu của nó là bình phương đấy, nhưng mà cái tử nó là bậc 3 đúng không? Tóm lại là bậc 3 của nó là vẫn lớn hơn bậc mẫu rồi. Thì các em việc thao tác đầu tiên các em chia ra thức, các em chia thử cho thầy xem nó bằng nhiêu. Đầu tiên là các em chia ra thức trước. Đúng không? Cứ bậc tử mà lớn bậc mẫu, nhưng mà sau này cứ phân thức hữu tỉ mà bậc tử lớn bậc mẫu thì các em nguyên tắc là các em chia nhé. Được chưa? Thì lát nữa tôi sẽ không nói đến cái trường hợp mà bậc tử lớn bậc mẫu nữa.
Em chia đi ạ. Các bạn tập chia đi cho nó quen đi. Rồi chưa? Rồi ạ. Ra bao nhiêu nào? X cộng 2. X cộng 2 á? Sao dù rẻ thế? X cộng 2 cộng với lại 30 X cộng... X cộng 2 cộng với 30 X cộng 3... À, âm 30 X cộng 35. Âm 30 X cộng 35 ạ? Vâng, âm 30 X cộng 35 trên... Chưa cho... 4x bình trừ 4x cộng 1 ạ. Bao giờ cũng phải để mẫu thành bình phương. Vâng. Đúng không? Nhưng hình như không đúng. Em cũng ra thế. Có ra thế không? Có ạ. À, có ra thế hả? À, x cộng 2 ạ. Ừ. Chuẩn chỉ chưa đấy? Các bạn kiểm tra xem có đúng không? Có bạn nào ra kết quả khác không? Ừ? Có ai ra kết quả khác không? Tự do, đúng 37 rồi đấy. Được rồi, tôi cứ coi như giả sử bây giờ bạn đúng đi nhá. Để tin em đi. Thế thì bây giờ cái x cộng 2 này là nguyên hàm ta lấy được rồi đúng không? Vậy thì bây giờ bạn chỉ cần phân tích cái thằng này thôi. Âm 30x cộng với 35 mà chia cho x2x cộng 1 trừ 1 tất cả bình đi. Thì bây giờ chúng ta lại viết thành là A trên 2x trừ 1 cộng với B trên 2x trừ 1 tất cả bình. Đấy, bây giờ bạn tìm cho tôi A xem A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Bạn tìm xem A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Thì các bạn lại quy đồng lên, xong này lại cho đồng nhất hệ số đấy. Quy đồng lên rồi cho đồng nhất hệ số. Chúng ta phải học rất kỹ về nguyên hàm này, vì càng kỹ nguyên hàm thì sang đạo, à, sang sang tích phân ta càng nhạt. Mà học xong nguyên hàm tích phân là gần như là coi như là chúng ta gần như hoàn thiện chương trình lớp 12, bởi vì số phức thì nó rất dễ rồi. A bằng âm 15, B bằng 50. A bằng âm 15 và B bằng bao nhiêu? 50. 50 phải không ạ? Thế thì đến đây các em biết một bước nữa này, thì nó sẽ thành nguyên hàm này. X cộng 2 này, trừ đi 15 trên 2X trừ 1 này, cộng với 50 trên 2X cộng 1 tất cả bình, 2X trừ 1 tất cả bình. Đấy, thì bây giờ đến đây bạn lấy được nguyên hàm cơ bản chưa? Nào đến đây ta lấy nguyên hàm nha. Nguyên hàm của x là x bình trên 2 này. 2 thì nguyên hàm là 2x này. Cái này là 15 phần 2 lê pe trị tuyệt đối của 2x trừ 1 này. Đúng không? Cộng với bao nhiêu? À, trừ đi 25. Trừ đi 25. Trừ đi 25. Chia cho 2x cộng 1 phải không ạ? À, 2x trừ 1. Đúng không? Và cộng với C. Đấy, thế thì cái phức tạp là cái chỗ là các em chia ra thức thôi. Chứ còn chia ra thức xong thì các em nhớ là cái mẹo làm ra tiếp theo là gì? Các
Thế thì bây giờ em ghi thầy một cái chú ý như thế này nhá, để chúng ta thống nhất với nhau luôn này, để thầy không dạy cái trường hợp mà bậc tử lớn bậc mẫu nữa nhá. Chú ý, nếu y là bằng nguyên hàm của px trên qx với bậc của px này lớn hơn hoặc bằng bậc của qx, thì ta thống nhất là bạn phải chia đa thức nhá, để chuyển y thành y. Khi mà bậc của px mà lớn bằng qx ấy, thì y nó sẽ được viết dưới dạng như này: ux cộng với lại vx trên px trên qx với v ux ấy, là một đa thức, với ux là đa thức và vx ấy là đa thức có bậc nhỏ hơn bậc của qx. Tóm lại là cứ nhìn thấy phân thức hữu tỉ mà bậc tử lớn bậc mẫu, thì cái thao tác đầu tiên các bạn làm bậc tử lớn hơn hoặc bằng nhé, thì thao tác đầu tiên chúng ta làm là các em sẽ chia đa thức đi, được chưa nào, để tạo ra một cái đa thức cộng với một cái phân thức trong đó bậc tử nhỏ bậc mẫu. Thế và bây giờ ta sẽ thống nhất nhau là ta sẽ không nói cái trường hợp bậc tử lớn bằng mẫu nữa nhé. Rồi bây giờ ta sang đến dạng thứ ba. Dạng ba, là y bằng nguyên hàm của px chia cho dưới mẫu. Vừa rồi nó là bình phương một biểu thức đúng không? Bây giờ nó là ax cộng b, a1x cộng b1 nhân với lại a2x cộng b2. Thế như vậy trong hợp này mẫu bậc mấy các em? Bậc nhỏ bậc mẫu thì px có bậc bao nhiêu? Nào ở mẫu nó là hai cái đơn thức nhân nhau đúng không? Hai cái đa thức bậc nhất nhân nhau đúng không? Thì ở mẫu là bậc mấy? Mẫu là bậc 2 đúng không? Như vậy thì trong hợp này cái tử ta xét là bậc nhỏ hơn 2 thôi. Còn bậc mà lớn hơn bằng 2 thì ta đã phải làm chia đa thức rồi đúng không? Được chưa? Thì ở đây để làm cái này ta chỉ cần viết như sau. Xin lỗi nhân dx nữa các em nhé. Ta viết cho thầy px chia cho a1x cộng với b1 nhân a2x cộng b2, thì các em viết cho thầy thành là gì ạ? A tức là alpha trên a1x cộng b1 cộng beta trên a2x cộng b2, được chưa? Ví dụ hai x mũ ba trừ ba x bình phương cộng sáu x cộng tám và chia cho hai x bình trừ đi ba x trừ đi năm dx. Đấy, ví dụ như thế này chẳng hạn. Thì cái trường hợp này các em nhìn thấy là bậc tử lớn bậc mẫu đúng không? Đây bậc tử lớn bậc mẫu ạ. Thế thì thao tác đầu tiên các bạn chia cho thầy nào. Chia ra xem nó bằng bao nhiêu ạ? Nó bằng nguyên hàm cái gì các bạn chia đi ạ? Trên tử nó bậc 3 và dưới mẫu bậc 2 thì em phải chia đa thức nó đi. X cộng với 11, x cộng 8 trên 2x bình trừ 3x. Cộng với 11 x cộng 8 à? Vâng. Chia cho bao nhiêu? 2x bình trừ đi 3x trừ 5. Đấy. Thế bây giờ cái mẫu này nó là bậc 2 thì các em chú ý một điều là cái thằng 2x bình nhá, trừ đi 3x trừ 5 có phải nó có một nghiệm là âm 1 và một nghiệm là 5 phần 2 không? Như vậy nó sẽ phân tích thành là 2x trừ đi 5 nhân với x cộng 1. Có phải không em?
Thì khi em biến đổi cái này ra nó sẽ bằng cái gì ạ? À, bây giờ chúng ta sẽ biến đổi thêm một bước nữa nhé. Nào, việc đầu tiên là ta viết cho thầy 11x cộng 8 chia cho 2x bình phương trừ đi 3x cộng 5 à, trừ 5. Cái này quan trọng nhé. Cái bước nháp nhưng nó lại rất quan trọng để chúng ta hiểu được vì sao ta làm như vậy. Bây giờ ta sẽ viết thành A trên 2x trừ 5 cộng với B trên x cộng 1. Nào các em tìm cho thầy xem AB nó bằng bao nhiêu. Tìm cho thầy xem A nó bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Tìm cho thầy em A bằng nhiêu, B bằng nhiêu? A bằng âm 39 phần 7, B bằng âm 19 phần 7. Âm 39 phần 7, cái này là âm 19 phần 7 à? Chờ các bạn khác xem thế nào, kết quả có đúng không? Em hiểu cái mẫu tại sao phân tích được thành 2x trừ 5 nhân x cộng 1 chưa? Đúng rồi. Cái đấy là các em dùng cái hệ quả của định lý VF thôi đúng không? Cụ trình nó có 2 nghiệm x1, x2 thì nó phân tích thành A nhân x1 nhân x2 thì ở đây các em nhân 2 vào cái x trừ 5 phần 2 đây. Có đúng là này không em? À đâu thấy từ từ em bấm nhầm đấy. Ừ, cái tin này. A bằng 71 phần 7, B bằng 3 phần 7. 71 phần 7 và 3 phần 7 à? Vâng. Bằng khác ra kết quả nào? Thảo ra kết quả đây không? Đúng rồi. Quỳnh Anh có ra không? Vậy thì đến đây ta viết thành như sau. X này cộng với lại 71 phần 7 mà chia cho 2x trừ 5 cộng với 3 phần 7 chia cho x cộng 1. Đến đây các em thấy là nguyên hàm lấy được chưa? Lấy được nguyên hàm nó chưa? Ừ. À, thế thì đến đây chúng ta sẽ lấy được nguyên hàm của nó như sau. Nguyên hàm của nó như sau. Tức là trong trường hợp này ở cái mẫu là có nghiệm, đúng không? Các em nên thấy là cái trường hợp trên này, thầy xét cái dạng 2 này chính là cái trường hợp mà mẫu là bậc 2 nhưng nó có nghiệm kép, đúng không? Còn trường hợp dạng 3 này chính là mẫu là bậc 2 nhưng nó có hai nghiệm phân biệt, đúng không nhỉ? Đấy nhá. Thế còn trường hợp là mẫu là bậc 2 nhưng nó vô nghiệm thì không phải lúc nào cũng tính được. Thế thì ở đây nó sẽ viết thành như sau. Nguyên hàm nó ta sẽ tính được thành x bình trên 2 này cộng với lại 71 phần 14 nhân với lê PE trị đối của 2 trừ 5. Tức là các em có 1 phần 2 nhân với 71 phần 7 đấy. Đúng chưa? Cộng với 3 phần 7 lê PE trị đối của x cộng 1 và các em cộng với C. Được chưa? Thế thì trình bày thì nó rất ngắn gọn thôi nhưng mà phải hiểu tại sao lại làm được những bước như vậy. Được chưa? Thế như vậy là ta đã xét cái trường hợp là mẫu là một biểu là một cái đa thức bậc 2 và có nghiệm kép rồi, có hai nghiệm phân biệt ta xét rồi. Vậy thì có khả năng xảy ra là trường hợp là mẫu vô nghiệm thì sao? Được chưa? Thì ở đây các em chú ý một điều như này. Cái trường hợp chú ý cái trường hợp mà nguyên hàm của Px chia cho Ax bình phương cộng Bx cộng C nhân với Dx ấy với delta bằng b bình phương trừ 4ac nhỏ hơn 0, tức là cái tam thức bậc 2 ở mẫu này vô nghiệm này, chỉ tính được khi nó phải có dạng là alpha nhân với đạo hàm của mẫu. Ở đây thầy vẫn quy ước là px là bậc nhỏ hơn 2 nhé các em nhé. Vẫn là quy ước px bậc nhỏ hơn 2, còn bậc lớn hơn 2 thì ta sẽ làm gì nhỉ? Bậc lớn 2 thì các em sẽ chia ra thức đi đúng không? Được chưa? Và khi đó các bạn nhìn này, y nó sẽ được viết như thành dạng này, alpha nhân với nguyên hàm của 2ax cộng b trên ax bình cộng b cộng c. Các bạn có nhìn thấy cái phân thức này có đặc điểm gì không? Phân thức này có đặc điểm gì không? Ai nhìn thấy cái điều này không ạ?
Có phải cái biểu tượng trong nguyên hàm là u phẩy trên u nhân dx không? Thì nguyên hàm của này bằng cái gì? U phẩy trên u nhân dx. Thầy vừa nói ở phần trên đấy. Nó chính là lê PA trị đối của u cộng c. Được chưa? Thì sau này các bạn này ở là u phẩy nhân dx, u phẩy nhân dx thì nó chính là du thôi mà. Đúng không? DU trên U như vậy là bằng lê PA trị đối U, thì cái này nó sẽ bằng alpha nhân với lê PA trị đối của AX bình cộng BX cộng C. Được chưa? Cộng với hàng số C phẩy. Các bạn đổi thầy đây là C phẩy. Ví dụ Y bằng nguyên hàm của X cộng 1 chia cho X bình phương cộng 2X cộng 5, thì các em thấy cái mẫu này nó vô nghiệm phải không? Chứ nếu mà mẫu mà nó có nghiệm thì các em sẽ đưa về hai trường hợp dạng 2 và dạng 3. Nhưng mà trường hợp này là mẫu vô nghiệm. Thế thì lúc này các em để ý một điều là cái đạo hàm của mẫu là 2x cộng 2 đúng không? Như vậy cái này các em biết thành là 1 phần 2 nhân với lại 2x cộng 2 chia cho x bình phương cộng với 2x cộng 5. Đúng chưa? Và đến đây lúc này nó sẽ bằng là 1 phần 2 lê PA trị đối của x bình phương cộng, có cần trị đối được không? 2x cộng 5 cộng C, không cần trị đối nữa vì trong hợp này cái tam thức ở mẫu luôn dương đúng không? Đây, ví dụ như một cái câu nữa. Ra đây tí nhá. Mười chín x cộng ba nếu mà cái chỗ này mà đổi cái số 3 thành số 4 là không tính được đâu, được chưa? Bởi vì chương trình trung học phổ thông ấy thì nếu mà đổi cái số 3 thì số 4 thì không tính được. Thì lý do tôi sẽ giải thích các bạn tại sao. Với chương trình trung học phổ thông thì không tính được nhá, nên chuyên nghiệp thì ta vẫn tính bình thường. Nào bây giờ các em nhìn thấy trong hợp này là phân thức bậc tử lớn bậc mẫu đúng không? Vậy cái thao tác đầu tiên bạn chia cho thầy đi. Chia cho thầy nào, xem nó ra kết quả là gì. Hai x cộng với lại âm 17 x cộng 3 trên x bình cộng 6 x cộng 8. Có đúng không? Các bạn khác có ra kết quả đấy không? À xin lỗi, cái này các em sửa lại cho thầy với. Sửa lại với, chỗ này không phải là 18 x đâu. 37, các bạn sửa lại cho thầy ra đây là 37. Các em sửa lại. Đây là 37. Chia lại của thầy đấy. Hai x cộng với lại x cộng 3 trên x bình cộng 6 x cộng 18. À rồi, nó sẽ ra bằng là nguyên hàm của 2x này cộng với lại x cộng 3 chia cho x bình phương cộng với lại 6x cộng với 18 đúng không? Vâng. Đấy. Thế đến đây các em thấy là đạo hàm của mẫu là 2x cộng 6 đúng không? Cái mẫu này nó vô nghiệm rồi. X bình cộng 6x cộng 18 là vô nghiệm rồi. Nếu mà nó có nghiệm thì không cần phải suy nghĩ gì cả, được chưa nào? Nhưng nếu nó vô nghiệm thì ngay lập tức các em phải nghĩ xem là cái đạo hàm mẫu nó bằng cái gì. Phải không ạ? Thế thì đạo hàm mẫu trong hợp này có phải là 2x cộng 6 không các em? Như vậy ta biết cho thầy thầy này nguyên hàm của 2x này cộng với lại 1 phần 2 nhân với lại 2x cộng 6 mà chia cho x bình phương cộng 6x cộng 18. Đấy. Đúng không? Được chưa? Rồi đến đây thì các bạn lấy được nguyên hàm cơ bản chưa? Thứ nhất, nguyên hàm của 2x thì bằng x bình
1 phần 2 nguyên hàm của phân thức này thì có dạng là đạo hàm của mẫu bằng tử. Như vậy nó là lê pe trị tuyệt đối của mẫu. Mà trị tuyệt đối của mẫu, mẫu luôn dương rồi nên là bỏ trị tuyệt đối đi, cộng với C. Nhưng mà nếu thầy chỉ cần đổi cái số 3 này thành số 4 hoặc là số khác đi là sẽ không làm được em nhé. Được chưa ạ? Nếu mà đổi thành số khác là sẽ không làm được. Bởi vì là cái ở lớp 12 thì chúng ta không học cái hàm ngược, hàm ác tang ấy, chúng ta không học. Nhưng mà sang tích phân thì lại tính được bình thường. Nguyên hàm thì không tính được, câu chuyện tích phân thì bình thường. Nào, như vậy tôi đã xét ba cái dạng trong trường hợp mà các bạn có thể thấy cái chú ý kia kia có thể là coi là dạng 4 cũng được, đúng không? Nhưng mà dạng, các bạn hình dung như dạng 1 là cái mẫu nó chỉ là một cái đa thức bậc nhất thôi. Dạng 2 là bắt đầu bậc 2 rồi đúng không ạ? Nhưng mà bậc 2 trong hợp này nghiệm kép này. Dạng 3 là có nghiệm hai nghiệm phân biệt này, bậc 2 có hai nghiệm phân biệt. Và cái chú ý này là trường hợp chỉ tính được khi mà cái đạo hàm của mẫu có liên quan đến tử nhá. Thế bây giờ trong trường hợp khác. Bây giờ mẫu mà nó không phải là dạng, không phải là bậc 2 nữa thì sao? Bậc nó có thể lớn hơn 2 thì sao đúng không ạ? Dạng tổng quát này. Dạng tổng quát này là cái đa thức của dạng PX này chia cho A1X cộng với B1 mũ M1 mũ M đi. Ở đây em sửa thành mũ M đi. Nhân với lại A2X cộng với B2 mũ N. Nhân với A3X cộng B3 mũ P. Mũ P. Tất cả nhân dx với, ở đây các em viết cho thầy đây là y bằng đi. À, thứ nhất là ở đây các bạn cho thầy biết xem là bậc của mẫu là bao nhiêu. Với thứ nhất là m này, n này, p là các số tự nhiên, số nguyên dương. Thì có phải bậc của mẫu là m cộng n cộng p không ạ? Và bậc của cái px ấy, tức là bậc của một đa thức ký hiệu là đét. Bậc của px là nhỏ hơn m cộng n cộng p. Để đảm bảo là bậc tử nhỏ bậc mẫu đúng không? Chứ còn nếu mà bậc tử mà lớn hơn bậc mẫu hoặc là bằng bậc mẫu thì ta sẽ chia đa thức đầu tiên. Đúng không? Đấy. Rồi. Vậy thì bây giờ ta làm thế nào? Nào, thì trong trường hợp tổng quát này ta sẽ viết như sau. Cái trường hợp này các bạn nhìn thấy bậc tử nhỏ bậc mẫu chưa? Thế còn cứ nhớ nhé, cứ bậc tử lớn hơn bằng mẫu thì em phải làm cái thao tác chia đa thức ra nhé. Khi đó ta sẽ viết là px chia cho cái mẫu số ấy. Thôi nó dài tôi không viết nữa nhé. Bây giờ các bạn hình dung một điều này, cái đa thức A1X cộng B1 nó có mũ là M này, thì nó sẽ tách thành M thằng. Đấy, tức nó sẽ tách thành là A1 chia cho A1X cộng với B1 cộng A2 trên A1X cộng B1 bình phương. Thực ra trên thực tế cũng không gặp nhiều như này đâu, cộng vân vân. Và cộng đến AM chia cho A1X cộng với B1 mũ M. Đấy, tức là cái thằng này cái đa thức cái phân thức ở dưới dấu nguyên hàm này này thì chúng ta sẽ tách thành M cộng N cộng P cái phân thức, được chưa nào? Tiếp tục tương tự như vậy. Cái thứ hai nó là A2X cộng B2 mũ N thì chúng ta sẽ tách thành là B1 trên A2X cộng B2 cộng với B2 chia cho A2X cộng với B2 bình phương vân vân cộng đến BN chia cho A2X cộng với B2 tất cả mũ N. Được chưa? Tương tự như vậy, cái cuối cùng các em sẽ tách thành là P phân thức nữa, đúng không? Và cái số mũ ở mẫu là lần lượt là từ 1 mà đến P. Đấy, tức là các em tách cái biểu thức dưới dấu nguyên hàm của ta ấy, là thành M cộng N cộng P phân thức C1 trên A3X cộng với B1 cộng với B3
C2 trên A3X cộng với B3 tất cả bình. Cộng đến cuối cùng là CP chia cho A3X cộng với B3 mũ P. Thế thì đến đây các em để ý một điều là nếu mà chúng ta tách được thành tổng các phân số như thế này thì toàn bộ là chúng ta nhìn thấy là chúng ta có thể tìm nguyên hàm cơ bản được hết rồi. Đúng không? Đấy là dạng tổng quát nhé. Vậy suy cho cùng các bạn sẽ quay lại từ cái dạng tổng quát này, các em quay lại cái dạng số 3 và dạng số 2 các em xem. Đúng không? Nó vẫn là như thế thôi. Có phải không ạ? Đấy. Em ghi xong chưa nhỉ? Để ta lấy một cái ví dụ. Tức là ở đây các em hình dung một điều là cái mũ của nó ở mẫu ấy, nó là M cộng N cộng P ấy, thì các em sẽ tách cái phân thức ấy thành tổng của M cộng N cộng P cái phân thức. Được chưa nào? Trong đó M phân thức đầu tiên là nó liên quan đến cái lũy thừa của A1X cộng B1. Tiếp theo nó sẽ liên quan đến cái lũy thừa của A2X cộng B2 và cuối cùng nó liên quan đến A3X cộng B3. Kể cả trong hợp này cái mẫu của nó có thể có nhiều cái đa thức hơn cũng không sao nhé. Nhưng mà thực tế thì trong các cái đề thi của chúng ta gặp đến thế này thôi. Chúng ta phải làm cái phân thức này trước thì khi mà chúng ta học các phương pháp tìm nguyên hàm chúng ta sẽ làm nó chuẩn chỉ hơn. Chúng ta sẽ thống nhất là chúng ta dùng cái tài liệu ở phần phương trình mặt phẳng và cái tài liệu mới nhất thầy gửi cho các em nhé. Ở trên Azota ấy. Rồi bây giờ ta lấy ví dụ này. Tìm cái nguyên hàm y bằng nguyên hàm của 3x bình phương cộng x cộng 2 trên x trừ 1 nhân với lại 2x cộng 1 nhân với x cộng 3. Đúng không ạ? Đây thầy đã cố tình để cho bậc tử nó nhỏ bậc mẫu rồi. Chứ còn nguyên tắc là nếu mà cứ bậc tử mà lớn bậc mẫu thì ta chia ra thức rồi đúng không? Như vậy đầu tiên là các em tách cái 3x bình phương cộng x trừ cộng 2 này mà chia cho x trừ 1 nhân với 2x cộng 1 nhân với x cộng 3. Các em tách cho thầy bằng là A trên x cộng 1, x trừ 1 cộng với B trên 2x cộng 2, 2x cộng 1 cộng với C trên x cộng 3. Đấy, bây giờ các em quy đồng lên và các em tìm ra A bằng B bằng C. Các em quy đồng lên. Quy đồng lên là tìm A cho thầy bằng B bằng như A bằng như B bằng như C bằng như. Nhớ là bậc tử nó nhỏ bậc mẫu thì ta mới làm cái này luôn nhé. Còn nếu bậc tử lớn hơn hoặc bằng bậc mẫu thì phải chia trước các em nhé. Nào ra chưa? Nghe ra một tí này. Cái này là giải hệ phương trình bậc nhất ba ẩn thôi. Cái trường hợp mà nó khuyết hệ số thì các em cứ cho hệ số nó bằng 0 thôi nhé. Ví dụ như là nếu mà giả sử ở đây ấy, mà nó không có cái 3x bình phương ở đâu mà nó như thế này thôi chẳng hạn thì các em hiểu một điều là hệ số x bình phương ở bên trái là bằng 0 đúng không? Chứ không có việc gì phải A bằng âm 1. Âm 1. B bằng âm 3, C bằng 4. C bằng 4 à? Các bạn khác có ra kết quả như vậy không? Các bạn khác có ra kết quả như thế không?
hình như vẫn chưa chuẩn lắm sao ấy. 3A trừ đi 3B trừ đi 3B trừ đi C, cái này phải bằng bằng 0, à bằng bằng 2. Có chuẩn không? Ừ. Các bạn khác có ra kết quả khác không? Thế rồi nếu mà đến đây xong rồi thì các em chỉ cần tách cái này thôi. Trừ 1 trên x trừ 1 cộng với lại trừ 3 trên 2x cộng 1 cộng với 4 trên x cộng 3. Rồi, thế này đến đây là xong rồi, đúng không? Trừ đi lê PA trị đối của x trừ 1, trừ đi 3 phần 2 lê PA trị đối của 2x cộng 1 cộng với 4 lần lê PA trị đối của x cộng 3 cộng C. Thế nha, như vậy cái việc quan trọng là cái việc mà các em tìm ABC thôi, chứ còn tìm được ABC xong thì coi như xong rồi đúng không nhỉ? Tìm nguyên hàm y bằng đấy. Thế bây giờ cái việc bây giờ việc chúng làm của chúng ta là như sau. Việc đầu tiên ấy là các em phân tích cho thầy cái x cộng 3 chia cho 2x trừ 3 tất cả bình nhân với x cộng 4. Em viết cho thầy thành gì ạ? A trên 2x trừ 3 cộng B trên 2x trừ 3 bình phương và cộng với C trên x cộng 4. Đấy, từ đây các em sẽ tìm ra ABC cho thầy. Tìm đi. Nguyệt đọc cho thầy ABC nha, Nguyệt nha. Nếu mà không đọc được ấy thì có thể nhắn vào trong cái chat ấy. Nào cho thầy biết A bằng nhiêu, B bằng nhiêu, C bằng nhiêu đi Nguyệt. Vừa tính đi nhá. Vừa đã ra chưa? Nó có thể nó hơi xấu một tí bởi vì là số thầy bịa ra nên là nó chưa được chuẩn đâu. Khi nào ra thì Nguyệt lên tiếng nha. Và chúng ta sẽ làm xong câu này thì ta sẽ nghỉ nên là chờ Nguyệt thôi.
Đó, chị Nguyệt. Đâu thế? Về đây lên tiếng đi chị này em. Hello. Mình không nghe gì đâu, nhắn chat đi. Bảo rồi mua cái tai nghe nó tử tế vào, xong là cắm nó vào là thành cái mic thôi. Nguyệt có nghe thầy hỏi không? Chat đi, chat đi. Nó không có nghiệm á? Không có nghiệm thì chắc là em giải sai rồi. Kiểu gì nó chả có nghiệm. Rồi nào, bây giờ ai ra kết quả đọc cho thầy nào? Lên mic đọc cho thầy xem nào. Cái này đi thi mà cứ vô nghiệm thế này thì chết. Bằng âm 2 phần 7. Khẳng định luôn là nó có đấy. Bằng âm 2 phần 77 ạ. Đây nhá, chúng ta biến đổi cái này như này này. Chúng ta sẽ có là x cộng 3 nhá. Nó bằng là A nhân với lại 2x trừ 3 nhân với x cộng 4 này. Cộng với B nhân x cộng 4 thôi đúng không? Cộng với C nhân với lại 2x trừ 3 tất cả bình. Như vậy các em sẽ có là hệ số của x bình ở bên này là các em có 2A này. Cộng với 4C này, cái này phải bằng 0 này, đúng không? Hệ số của x bình ấy. Xong đến hệ số của x nha, đây là trừ 3 cộng với 8 là 5A. Chỗ này cộng với B. Chỗ này chúng ta là bao nhiêu đây? Trừ 12C. Cái này bằng 1, đúng không? Thế còn hệ số tự do các em có âm 12A. Cộng với 4B. Cộng với 9C. Cái này bằng 3, đấy. Cái hệ như thế này có phải không Nguyệt? Nguyệt có ra hệ như thế này không? Ừ, Nguyệt. Chắc là tính toán sai chỗ nào đấy rồi. Như vậy là ta sẽ tìm được như sau: A là bằng 2 trên 121, B bằng hình như là bạn Thảo bạn ấy chat rồi sao đấy, 9 trên 11, và C thì bằng âm 1 trên 121. Này làm mày thua cả ông già thế này nữa thì rồi. Như vậy đấy là cái việc mà chúng ta làm nhá. Còn bây giờ các em trình bày ở trên đấy thì chúng ta sẽ có là Y nó sẽ bằng như sau. Như vậy Y nó sẽ bằng là gì? Chúng ta thay cái biểu thức hàm số dưới đó nguyên hàm ấy thì bằng như sau: 2 trên 121 tất cả chia cho 2x trừ 3 cộng với 9 phần 11 tất cả chia cho 2x trừ 3 tất cả bình trừ đi 1 phần 121 tất cả chia cho x cộng 4 đấy. Và đến đây công việc còn lại là các bạn chỉ cần dùng nguyên hàm cơ bản thôi: 1 phần 121 nhân với lê PA trị đấu 2x trừ 3. Nó là 2 phần 121 nhân 1 phần 2 đúng không? Trừ đi 9 phần 11 nhân với lại 1 trên 2x trừ 3. Và các em trừ đi 1 phần 21 nhân với lê PA trị đấu của x cộng 4 cộng với C.
Được chưa? Thế thì phần ngày hôm nay nhá, thì thầy nói khá nhiều toàn bộ cái thời lượng là dành cho cái việc mà tìm nguyên hàm của phân thức hữu tỉ. Các bạn xem có chỗ nào các em cần phải hỏi lại không? Còn chỗ nào cần phải hỏi lại không ạ? Nếu không có phần nào cần phải hỏi lại ấy, thì về nhà các bạn làm với thầy một số bài ở phân thức hữu tỉ ấy. Đấy, có một số bài phân thức hữu tỉ ta làm dần đi. Ở đây ở phần cuối này, phần bài 9 này các em này. Bài 9, bài 10 này là đều phân thức hữu tỉ. Tuy nhiên bài 10 thì có một số câu là ta chưa chắc ta đã làm được, đúng không ạ? Nhưng mà ta cứ thử xem. Bài tập số 9, bài tập số 10 này là những bài phân thức hữu tỉ nhá. Chúng ta làm cho thầy bài tập số 9 và bài tập số 10 các em nhé. Có ai hỏi gì nữa không nhỉ? Bây giờ bật cam tí xem mà mặt mũi như thế nào rồi. Bật cam cả 9 đứa bật cam cả cho nào. Xem mặt mũi nó như nào. Ở nhà học online có thể béo ra không? Coi ạ, mấy cần. Đâu rồi, mày sợ xấu quá không dám bật à? Vâng ạ. Đừng nói ở nhà đầu tóc bù xù không chải gì đúng không? Xong có khi còn đang vạc cơm ăn đấy. Thôi ta nghỉ các em nhé. Em chào. Không đứa nào ý kiến gì cả. Thế nhá. Ok, chào bạn. Chào thầy. Chào thầy.